Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 64. Còn chưa hết. Lâm Nhất đã sớm vận sức đánh một chưởng vào ngực Khổng Tuyên, hung hãn như vạn quân ầm ầm kéo đến, lại như núi thét biển gầm. Ầm. Xương sườn hắn ta bị đánh gãy, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, cả người hắn bị đánh bay ra khỏi quảng trường hỏa ngục hệt như một quả đạn pháo. Cảnh tượng kinh người kia khiến tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đầu óc thoáng cái trở nên trống rỗng. Khổng Tuyên đánh một chưởng về phía Lâm Nhất, nhưng lại chẳng khác nào đấm vào bông. Còn Lâm Nhất đánh Khổng Tuyên một chưởng thì gã đệ tử cốt cán có tu vi âm huyền đại thành kia lại rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết. Càng quái dị hơn là hắn ta bị đánh văng ra ngoài, thoáng cái đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Một khắc trước vẫn còn. Một khắc sau đã không nhìn thấy người nữa rồi. Cảnh tượng sởn gai ốc như thế khiến quảng trường hỏa ngục dưới đài bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ngay cả tên đệ tử cốt cán còn lại bên cạnh Cổ Phong cũng lộ vẻ hoảng sợ cực độ, lặng lẽ lui về sau mấy bước. Tuy nhiên, Cổ Phong vẫn giữ nụ cười âm u trên môi, cứ như cái chết của Khổng Tuyên không hề liên quan gì đến hắn ta. Đột nhiên, hắn ta ngước mắt nhìn Lâm Nhất, trong mắt bắn ra tia lửa. Lạnh lùng nói, có chút thực lực đấy, hèn gì lại dám liều lĩnh như thế. Vừa rồi, nhà tù hỏa ngục bị nghiền nát, chắc là ngươi cũng kiếm được không ít mảnh vỡ, đúng không? Giao ra đây, coi như xóa bỏ ân oán giữa ta và ngươi. Mảnh vỡ nhà tù hỏa ngục thì không có, nhưng hoa hỏa ngục thì có một đóa, có điều, ngươi có tư cách đòi à? Lâm Nhất thầm cười khẩy, mở lòng bàn tay ra, để lộ một đóa hoa hỏa ngục sáng chói mắt. Trời đã gần sụp tối, nhưng đóa hoa kia vừa xuất hiện lập tức làm bừng sáng cả khoảng không gian. Dưới ánh hào quanh, khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Hoa hỏa ngục. Phút chốc, toàn trường khiếp sợ, trong mắt bọn họ đều là vẻ kinh hãi. Hoa hỏa ngục lại nằm trong tay Lâm Nhất, việc này thật khó có thể tin được, chẳng lẽ hắn đã đánh vỡ được nhà tù hỏa ngục. Nghĩ đến đây. Tất cả những người có mặt trên quảng trường đều lộ vẻ điên cuồng, liên tục thét lên. Hoa hỏa ngục. Tia lửa kỳ lạ khiến một vùng không gian sáng như ban ngày kia không phải hoa hỏa ngục thì là gì? Không thể nào. Cổ Đằng nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và chấn động, giọng điệu cũng trở nên run rẩy. Thật sự không thể nào, ở trong mắt rất nhiều người, Lâm Nhất không thể phá tan nhà tù hỏa ngục để lấy hoa hỏa ngục được. Đã 10 năm rồi, 10 năm qua, chưa từng có ai khiêu chiến thành công cả. Kẻ ngạo mạn dám động vào điều cấm của hỏa ngục đều bị đốt thành cho bụi, dù may mắn sống sót cũng sống không bằng chết, chẳng khác nào phế nhân. Nhưng trước mắt, Lâm Nhất khiến Cổ Đằng hận thấu xương chẳng những sống sót đi ra, còn lấy được cả hoa hỏa ngục. Tình huống này sao có thể khiến hắn ta không kinh ngạc cho được, thật là đáng sợ. Lâm Nhất trở tay. Hoa hỏa ngục được hắn để vào trong túi chữ vật, bầu trời bình thường trở lại. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời tựa như màu máu. Khiến cho quảng trường hỏa ngục cũng trở nên vắng lặng và yên tĩnh. Trong mắt Cổ Phong lóe lên vẻ tham lam, hắn ta cười gằn, không muốn chết thì đưa hoa hỏa ngục cho ta, với thực lực của ngươi không giữ được hoa này đâu. Thấy ta lấy được hoa hỏa ngục còn dám phách lối như thế. Xem ra ngươi mạnh hơn tên vô dụng lúc trước một chút. Lâm Nhất nở nụ cười, nói với giọng điệu giễu cợt. Lâm huynh, đừng coi thường tên này, Cổ Phong này từng đánh chết tán tu âm huyền viên mãn, không thể coi thường được. Cung Minh thấy Lâm Nhất hơi khinh thường đối phương thì vội đứng lên nói. Ta có cho ngươi đứng dậy à? Nét mặt Cổ Phong đột nhiên thay đổi, hắn ta nhanh như chớp đánh một chưởng về phía Cung Minh từ phía xa. Ầm. Khí mang ngưng tụ từ trưởng phong đụng vào trước ngực Cung Minh, khiến hắn ta bay xa ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lẽo, không đợi đối phương hạ cánh tay vừa nâng lên xuống, hắn chợt búng tay một cái. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Một chùm kiếm mang màu bạc ngưng tụ từ đạn chỉ thần kiếm phá không bay đi, thoáng chốc xuyên thủng đầu gối của Cổ Đằng. Phịch. Cổ Đằng hét lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, máu tươi từng chút thấm qua lớp vải nơi đầu gối, khiến Cổ Đằng đau đến mức không nói nên lời.
Dừng tay. Cổ Phong không thể giữ được nét mặt bình tĩnh nữa, lạnh lùng quát lên. Phập. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, lại có một tia kiếm quang màu bạc xuyên thủng một đầu gối khác của Cổ Đằng, một tiếng phịch vang lên, nét mặt Cổ Đằng tái nhợt, hắn ta hoàn toàn quỳ rạp dưới đất. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Nét mặt Cổ Phong trở nên dữ tợn, sát khí trong mắt hắn ta gần như ngưng tụ thành thực thể, hai tay nắm chặt lại. Có những làn sóng chân nguyên màu đỏ thẫm biến thành huyết quang tràn ra từ trong người hắn ta. E rằng uy thế của nó chỉ cách âm huyền viên mãn chưa đến nửa bước. Thực lực như vậy thật sự mạnh hơn Khổng Tuyên khi nãy rất nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nghe đồn người này từng đánh chết tán tu âm huyền viên mãn, nhìn từ tình huống trước mắt có lẽ là thật. Trên quảng trường hỏa ngục có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, tỏ vẻ đáng tiếc. Công tử táng hoa này đúng là yêu nghiệt, có thể phá giải điều cấm 10 năm không ai làm được. Đáng tiếc là vừa ra ngoài đã gặp phải Cổ Phong. Nếu đợi thêm 3 tháng, kết quả thật sự khó nói. Vụt! Tiếng xé gió chói tai như sấm đột nhiên vang lên, một bóng người lao nhanh tới, tấn công Lâm Nhất từ bên cạnh. Người tấn công không phải Cổ Phong mà là một đệ tử nòng cốt mặc áo xám đi cùng hắn ta. Gã tập kích bất ngờ như thế khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thanh niên áo xám nét mặt dữ tợn như một con ngựa đen, mang theo sát khí đáng sợ, đánh tới nhanh như tia chớp. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi vì Lâm Nhất, trái tim cũng nhảy lên tới cổ họng. Dù thực lực của thanh niên áo xám này chỉ ngang bằng với Khổng Tuyên, nhưng gã đánh lén bị ổi như thế là chuyện không ai nghĩ tới. Nếu gã thật sự đạt được mục đích thì rất khó tưởng tượng hậu quả. Rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Nhất, nhưng lại thấy hắn cười châm chọc, trong mắt không có chút lo sợ nào, còn thản nhiên nói, trước giờ ta từng đắc tội không biết bao nhiêu kẻ thù, nếu dễ dàng để ngươi đánh lén thành công thì sao có thể sống được đến tận bây giờ. Dứt lời, Lâm Nhất tựa như nhà tiên tri đoán trước sự việc, nhẹ nhàng nhích người đánh ra một trường, lập tức chặn lại đòn tập kích bất ngờ nhanh như ngựa hoang kia. Hai trưởng mang theo linh quang va vào nhau, thanh niên áo xám lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Gã run rẩy, trong đầu kêu ong ong như bị ngũ lôi oanh tạc. Trong lòng gã lập tức nảy sinh cảm giác hoảng sợ tột độ, vội vàng thối lui. Nếu đã đến rồi thì ở lại luôn đi. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lạnh lóe lên, dám ra tay đánh lén hắn còn muốn bỏ chạy, đúng là ngây thơ. Hắn trở tay giữ lấy cổ tay còn lại, sau đó đè xuống, đối phương lập tức tựa như sợi bún đụng vào đài cao trên mặt đất. Rắc rắc rắc. Dưới sức mạnh đáng sợ, xương cốt trên người thanh niên áo xám không ngừng kêu rắc rắc, đau đớn không thôi. Lâm Nhất lười để tâm, vung chân đá bay thanh niên vốn đã như con cá chết, khiến gã rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. E rằng khi tỉnh lại cũng xem như nửa tàn phế rồi. SSSS. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tỏ vẻ chấn động, hoàn toàn không ngờ thiếu niên trông thanh tú này không ra tay thì thôi, một khi ra tay lại khiến người ta khiếp sợ như thế. Hắn hoàn toàn không nương tay với người dám đánh lén mình. Thủ đoạn như vậy khiến cả Cổ Phong cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Nói mới thấy thật khó tin, hai tháng trước hắn là một người phải liều mạng mới có thể may mắn chém chết tán tu âm huyền đại thành. Bán bộ tử phủ. Nhưng hôm nay, âm huyền đại thành bình thường thế này chỉ mới đối đầu đã không thể chống lại hắn. Có lẽ chỉ có âm huyền đại thành như Cổ Phong mới có thể khiến hắn hơi áp lực thôi. Ra tay đi, đừng để những tên vô dụng này mất mặt thêm nữa. Lâm Nhất lười biếng nhìn Cổ Phong, híp mắt lại, nhưng hàn quang lóe lên qua đôi mắt khép hờ lại chói mắt tựa như kiếm quang. Cổ Đằng bị xuyên thủng hai đầu gối quỳ dưới đất. Trong lòng như có sóng gió quay cuồng, người run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng hốt. Quá đáng sợ. Trước khi đến đây bốn người đều rất hùng hổ, Khổng Tuyên còn rất tự tin rằng có thể khiến Lâm Nhất quỳ xuống cầu xin, mất hết mặt mũi. Lúc tát cung minh một bạt tai, hắn ta còn cực kỳ phách lối, khiến trong lòng Cổ Đằng vô cùng sung sướng. Cục diện vốn tưởng rằng vô cùng chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ, Khổng Tuyên bị phế một cánh tay. Không rõ sống chết. Còn thanh niên áo xám thì vô cùng chật vật, đánh lén vốn đã khiến người ta khinh thường rồi, mà lại còn thất bại.
còn hắn ta thì đang run rẩy quỳ dưới đất, chỉ có thể cầu mong đại ca của mình đánh bại được Lâm Nhất. Nếu không, thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Thực lực của các hạ thật sự khiến người ta kính nể. Nhưng chỉ với chút thủ đoạn này, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, đưa Hoa Hỏa Ngục ra thì ổn hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nét mặt Cổ Phong bình tĩnh trở lại, hắn ta lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cứ thử xem. Lâm Nhất cười như không cười nhìn đối phương, nét mặt đầy vẻ khiêu khích, mái tóc dài tung bay, phong mang cản rỡ hiện lên trên nét mặt. Vậy thì đừng hối hận. Cổ Phong lạnh lùng nói, hắn ta nhếch môi cười châm chọc, nhanh chóng lao lên tấn công. Lúc này, huyết quang tản ra trên người hắn ta mang một màu đỏ tươi, còn kèm theo sát khí ngút trời tựa như liệt diễm. Uy thế của hắn ta rất mạnh mẽ, hoàn toàn đủ để sánh bằng tồn tại âm huyền viên mãn, trông khá là đáng sợ. Lâm Nhất cười khẩy một tiếng, hắn không hề sợ hãi, kéo theo tiếng kiếm ngâm ngút trời đánh tới từ đối diện. Ầm, ầm, ầm. Hai bóng người lập tức di chuyển nhanh như chớp trên đài cao, ai cũng tấn công ác liệt, không ngừng ra tay. Tiếng vang động trời liên miên không dứt, đinh tai nhức óc. Sau mười mấy chiêu, Cổ Phong đã hiểu rõ hơn, nét mặt cực kỳ lạnh lẽo. Quả nhiên thực lực tiểu tử này biểu hiện ra khi nãy chỉ có chân nguyên tu vi chừng này. Dù rất mạnh, có thể so sánh với mình, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đại thành đỉnh phong thật sự. Cổ Phong không nương tay nữa, chân nguyên trong người ầm ầm dao động, huyết quang quanh người đột nhiên dày đặc hơn, uy áp cũng trở nên tựa như bão táp. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn áp đảo kiếm uy của Lâm Nhất. Cổ Phong nở nụ cười dữ tợn, hắn ta giơ tay, đánh một quyền về phía Lâm Nhất. Quyền mang còn chưa đến mà quyền phong đáng sợ đã khiến đài cao xuất hiện tiếng nổ vang như sấm chớp, đánh thẳng về phía ngực Lâm Nhất. Chết đi! Trong lúc huyết quang lóe lên, quyền mang đáng sợ kéo đến từng chút nghiền nát kiếm uy của Lâm Nhất, cuối cùng khiến nó trở thành mảnh vụn. Suy cho cùng cũng chỉ là âm huyền tiểu thành, tu vi thật sự hơi chênh lệch. Quyền mang sắp rơi xuống, nhưng trong mắt Lâm Nhất không có chút hoang mang nào, hắn hơi nhướng mày. Một luồng điện quang sắc bén bắn ra. Hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ chậm rãi nghịch chuyển, một khắc sau, phong vân khuấy động, một đóa hoa tử diên tràn đầy khí thế ngưng tụ giữa bầu trời, di chuyển tựa như lốc xoáy. Dưới hoa tử diên bao phủ, y phục và mái tóc dài của thiếu niên tung bay, cảnh vật xung quanh trở nên ngổn ngang, kiếm thế vốn đã bị đánh tan phá kén trùng sinh, mạnh mẽ tập trung trên người Lâm Nhất, còn không ngừng trở nên mạnh hơn. Thế gian có hoa lạ, ở bên mép trời, ở tại góc biển. Chỉ cần một suy nghĩ sẽ phá thổ, nảy mầm, tươi tốt, mọc nụ, nở rộ, đầy đặn, tàn lụi. Hoa này sinh không có mắt, sống trong cô đơn. Có câu hồng nhan chớp mắt già, danh tướng dễ bạc đầu, cho dù đời người ngắn ngủi cũng phải rực rỡ muôn màu, như sao rơi, như khói lửa, sáng chói đến vĩnh hằng. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Đợi đến khi hoa tử diên xoay ngược một vòng, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay. Hắn nhìn quyền mang màu máu đang nhanh chóng đánh tới, nở một nụ cười không hề sợ hãi, giơ tay đánh ra một chưởng đỡ đòn. Nhất tiếu như yêu, nhất niệm hoa nở. Mặc kệ hồng trần vướng bận, hỗn loạn rối bời, chỉ mong vào lúc hoa nở, hoa đẹp tuyệt trần, không phụ nhiệt huyết trong lòng thiếu niên. Thua trận đi. Hắn quát to một tiếng. Quyền mang và trưởng mang va vào nhau, mặt đất lập tức rung động dữ dội. Trong lúc mưa gió dao động, Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như diều đứt dây, lảo đảo rơi vào trong quảng trường hỏa ngục. Bụi bặm bay lên, vào lúc hắn ta rơi xuống, mặt đất cũng nứt ra. Đệ tử nội môn vây xem trên quảng trường lập tức mất trật tự, vội vàng lùi lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên trên đài cao vẫn đứng như cũ. Đẹp tựa như hoa, kiêu ngạo khí phách. Khi liếc xuống, ánh mắt hắn tựa như điện, khiến mọi người trên quảng trường kinh hồn bạt vía. Cổ Phong bị đánh bay. Cổ Phong từng giết chết tán tu cảnh giới âm huyền viên mãn lại bị Lâm Nhất đánh bay chỉ với một chưởng. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người đều thấy khó tin, quá khó tin.
một chấp sự khách khanh âm huyền tiểu thành lại đánh bay đệ tử nòng cốt lâu năm có cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong. Trước giờ thư viện thiên phủ chưa từng xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, dù là thành U Châu cũng ít có người làm được. Vì chênh lệch cảnh giới thường lớn hơn trong tưởng tượng của mọi người. Trên quảng trường hỏa ngục không có ai nói chuyện, ngoài tiếng gió thì không còn âm thanh nào nữa cả. Vụt! Sắc mặt của Lâm Nhất trên đài cao rất lạnh lùng, hắn bay lên không trung rồi vững vàng đáp xuống đất. Hắn đảo mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong đang cố đứng lên với ánh mắt lạnh lẽo, dường như không định bỏ qua cho đối phương. Đệ tử nội môn xung quanh cảm nhận được bầu không khí khác thường, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng rời đi. Chỉ trong nháy mắt, quảng trường hỏa ngục rộng lớn chỉ còn lại hai người Lâm Nhất và Cổ Phong. Cổ Phong chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy xuống, tóc tai rối bù, trông khá là chật vật. Không hổ là người có thể phá vỡ điều cấm 10 năm, lấy được hoa hỏa ngục. Cổ Phong lau đi vết máu trên khóe miệng, cười khẩy một tiếng, thực lực của đối phương hoàn toàn có thể so với âm huyền đại thành, thậm chí là hơn thế, đúng là hiếm thấy. Nhưng kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Dứt lời, ánh mắt Cổ Phong trở nên rất sắc bén, huyết quang chói mắt bắn ra từ trong người hắn ta. Mái tóc dài tung bay theo gió lớn. Một hơi thở lạnh lẽo phát ra từ trên người hắn ta. Trong mắt hắn ta hằn lên những tia máu, nét mặt dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Cùng với huyết quang trên người ngày càng đỏ thẫm, khí tức quanh thân hắn ta cũng bắt đầu cuồng bạo. Tất cả mọi người đều cảm giác được Cổ Phong dần trở nên cực kỳ đáng sợ. Dường như Cổ Phong đã thi triển một loại cấm thuật nào đó. Là xích huyết biến. Không ngờ Cổ Phong lại thi triển loại cấm thuật này. Rốt cuộc Lâm Nhất đáng sợ đến mức nào mà có thể ép hắn đến vậy? Một khi thi triển môn cấm thuật này, trong vòng nửa giờ sau đó, càng đánh càng mạnh, nhưng mức độ tổn hại khí huyết cũng cực kỳ đáng sợ, có thể nói sát nhân 1.000 tự tổn 3.000. Hắn không thể thua được, một khi thua, xem như hắn sẽ mất đi tất cả. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất nhiều đệ tử nội môn đều lộ vẻ kinh hãi. Phong lôi động, xích địa thiên lý. Thủ ấn của Cổ Phong biến đổi, hắn ta quát to một tiếng, ngay lập tức, huyết quang quanh thân bắt đầu điên cuồng nhảy múa, cuồng phong gào thét trên bầu trời, ánh chớp xẹt qua. Rất nhiều linh văn đan xen vào nhau, hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ thẫm dài đến trăm trượng, lửa máu thiêu đốt cuồn cuộn, quả nhiên là một bức linh đồ. Trong tranh, kiếm máu đang run lên từng hồi, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, toát ra chấn động rợn người. Đây là một bức linh đồ khá phức tạp, nhưng thoạt nhìn thì lại cực kỳ đơn giản. Trong hàng linh đồ nhị phẩm thì lực sát thương của nó có thể xếp trước 10. Đặc biệt, khi có cấm thuật xích huyết biến phụ trợ, uy lực của bức linh đồ này gần như sắp tiếp cận linh đồ tam phẩm rồi. Hôm nay, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trong vô số tiếng kinh hô, ánh mắt Cổ Phong lóe lên sát ý ác liệt, hắn ta dồn toàn bộ sự tập trung vào Lâm Nhất. Một tiếng quát lạnh vang lên, thanh cự kiếm huyết diễm dài trăm trượng kia hệt như một con rồng táo bạo xé rách không gian, dùng uy thế xích địa thiên lý hướng về phía Lâm Nhất. Cảnh tượng đang diễn ra khiến người vây xem thay đổi sắc mặt, với thế công của Cổ Phong thì dù là tồn tại nằm trong 10 thứ hạng đầu của dàn đệ tử cốt cán cũng chưa chắc dám đỡ. Trên đài, Cổ Đằng đang quỳ lộ vẻ hồi hộp mà phấn khích, có thể trở mình được hay không chỉ có thể trông chờ vào lần này. Hắn ta cắn răng, nắm chặt tay, cảm xúc phấn khích trào dâng khiến hắn ta có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, sắc mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Linh đồ à, ta cũng có. Lâm Nhất nhíu mày, có ánh sáng lấp lánh trong mắt, hắn nhếch miệng cười một cái vui vẻ. Linh đồ nhị phẩm mà Mạc Linh sử dụng còn không cầm chân được hắn, không biết tên ngốc này lấy đâu ra tự tin nữa. Ở đằng kia, khi lưỡi kiếm huyết diễm khổng lồ sắp bổ xuống. 10 ngón tay của Lâm Nhất biến ảo, từng sợi linh văn thuộc tính hỏa bắn ra, phút chốc, đã có trên 100 sợi linh văn thuộc tính hỏa xuất hiện. Còn chưa hết, khi linh văn thuộc tính hỏa sắp đan vào nhau hoàn toàn thì bỗng nhiên linh văn thuộc tính phong hình thành, khiến thế lửa tăng vọt, khí thế hừng hực tiếp cận đối phương, tuy nhiên, ngay lúc đó, linh đồ của hắn vẫn còn hỗn loạn. Mọi người bị sốc khi thấy cảnh đó, tên Lâm Nhất này muốn chết ư. Thời điểm đối chiến mà lại dám làm sằng bậy như thế,
linh đồ kia không cách nào xếp thành hàng được, một khi cự kiếm huyết diễm bổ xuống, chắc chắn hắn phải chết. Cổ Phong thoáng sững sờ, sau đó nhếch mép cười khẩy. Ngươi đã muốn chết thì chớ có trách ta. Thiên Cơ ấn, Hỏa Mạn Sơn Hà đồ. Nhưng một cảnh tượng vô cùng quái lạ đã diễn ra, khoảnh khắc Lâm Nhất ngưng kết Thiên Cơ ấn, linh đồ vốn đang hỗn loạn bỗng ngưng tụ, phút chốc diễn hóa thành một bức linh đồ minh mông, phát ra hào quang chói mắt, còn có gió lớn không ngừng, khiến cho thánh uy của bức linh đồ này liên tục tăng vọt. Cuồng phong gào thét, giang hà dậy sóng, uy áp của Hỏa Mạn Sơn Hà đồ tăng vọt, có thể sánh với cảnh giới âm huyền viên mãn, vô cùng đáng sợ. Trước đó, muốn diễn hóa bức Hỏa Mạn Sơn Hà đồ 10 phần linh vận này, có thể nói Lâm Nhất đã chạm đến cực hạn, khá là miễn cưỡng. Nhưng hiện tại lại rất dễ dàng, có thể tùy ý mà thi triển. Từ trong Hỏa Mạn Sơn Hà đồ vừa được sinh ra, giữa cuồng phong khuấy động, dường như có hung thú thượng cổ cực kỳ dữ tợn ào ào vọt ra. Rầm. Phút chốc, giữa không trung liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Cự kiếm huyết diễm khí thế hung hãn của cổ phong nhanh chóng bị nghiền nát sau một hồi trèo trống. Một khắc sau, ngọn lửa ác liệt cuồn cuộn quét qua tất cả mọi thứ với khí thế không gì cản nổi. Một tiếng hét thảm vang lên, cổ phong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị đánh bay. Thế nhưng, mặc dù tóc tai rối loạn, nhưng khí tức trên người hắn ta lại càng thêm khủng bố, thoáng có dấu hiệu đạt đến cảnh giới âm huyền viên mãn. Cấm thuật xích huyết biến có thể nói là nghịch thiên, rõ ràng tên này bị thương không nhẹ, nhưng lại càng đánh càng mạnh. Ả vô sỉ Mặc Linh kia đã dạy ngươi không ít nhỉ, nhưng hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Cổ phong dường như phát điên, hắn ta đánh ra một quyền, chấn vỡ uy lực còn sót lại của Hỏa Mạn Sơn Hà đồ. Sau đó giống lên một tiếng giận dữ, liều mạng xông về phía Lâm Nhất hệt như một con thú hung mãnh. Lấy hắn ta làm trung tâm, quảng trường hỏa ngục bắt đầu rung chuyển, mỗi một bước đi phát ra âm thanh ầm ầm vang dội. Khi sắp tiến đến gần Lâm Nhất, khí tức trên người hắn ta đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Vẫn chưa từ bỏ. Nhìn thấy đối phương hệt như một tên điên, muốn đưa mình vào cửa tử, Lâm Nhất đã mất hết kiên nhẫn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, toàn thân toát ra kiếm ý cực kỳ sắc bén, một luồng bá khí bế nghễ bát hoang tứ hải bộc phát từ trên người thiếu niên. Kiếm ý bao phủ khắp người hắn đột nhiên ngưng tụ lành một luồng sáng bạc chói mắt, sộc thẳng lên trời. Khoảnh khắc luồng sáng kia chọc thủng vòng trời, dưới chân Lâm Nhất bỗng xuất hiện một đóa tử diên màu tím bạc đang từ từ nở rộ. Thiếu niên mở mắt, lúc này, đôi mắt hắn đã biến thành màu bạc quái dị, từng sợi kiếm khí cổ xưa từ trong cơ thể hắn bắn ra. Phút chốc, 81 sợi kiếm khí diễn hóa thành một kiếm trận rộng lớn, liên tục chuyển động quanh thân Lâm Nhất. Kiếm trận tử diên, tuyệt thế vô song. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, sát niệm trong lòng bùng nổ, kiếm trận bắt đầu biến ảo, từ trong đó, từng ánh kiếm lao vút ra như tia chớp. Mỗi một bóng kiếm chạm vào cổ phong đều ép đối phương phải lui về sau một bước. Bóng kiếm táo bạo lướt qua, lưu lại không trung một vệt dài hệt như tấm lụa. 81 bóng kiếm bắn ra trong chớp mắt, như một dòng nước lũ màu bạc cuốn phăng tất cả. Bóng kiếm run lên từng hồi trong dòng nước lũ, tựa như một ngôi sao chổi rực rỡ, chói lóe, làm đau mắt người. Chỉ trong một thời gian ngắn, khí tức sánh với âm huyền viên mãn trên người cổ phong đã hoàn toàn biến mất. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất, vẻ mặt hắn ta vô cùng suy yếu, không còn sức đánh tiếp nữa. Hắn đã làm gì? Nhìn thấy kiếm trận sắc bén như vậy, người của Thư viện Thiên Phủ đứng ngây ra như phỏng, hiển nhiên, bọn họ chưa từng thấy cách thức công kích quái dị như vậy. Sức một người lại có thể bày ra một kiếm trận. Đến khi đóa tử diên dưới chân hoàn toàn tiêu tán, bóng dáng của Lâm Nhất dần hiện ra từ trong luồng sáng bạc kia. Vèo. Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ đến đỉnh điểm, thoáng chốc, đã xuất hiện trước mặt cổ phong. Cổ phong lộ vẻ hoảng sợ, bị dọa đến nỗi lảo đảo lui về sau. Thế công vừa rồi đã khiến hắn ta hoàn toàn mất đi hy vọng. Kiếm trận như thế có thể nói là sức mạnh áp chế tuyệt đối, hắn ta gần như không còn một chút can đảm để đối mặt với Lâm Nhất.
Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự mình quỳ ở quảng trường hỏa ngục này 3 ngày, hoặc là ta buộc ngươi phải quỳ, Lâm Nhất hờ hững nói. Soạt. Những lời này khiến hiện trường trở nên ồn ào, cách này cũng thật sự ác. Bảo một tên đệ tử cốt cán quỳ gối ở quảng trường hỏa ngục, nhục nhã như thế còn khó chịu hơn so với cái chết. Lâm Nhất, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Cổ Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run bần bật. Khinh người quá đáng ư, hôm nay ngươi hùng hổ đến đây, không phải cũng muốn làm nhục ta à? Chẳng phải muốn ta quỳ ở đây sao? Lâm Nhất cười khẩy, người này đúng là thú vị, lại còn trách ngược hắn. Nếu hôm nay đám người này không đến chậm một chút, mà là ngay khi hắn còn tu luyện ở tầng 3 hỏa ngục, thì một khi bị bọn họ đánh lén, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. E rằng nhục nhã mà hắn phải chịu còn gấp trăm lần hơn. Cười người chớ vội cười lâu. Hôm nay Cổ Phong không quỳ, cũng phải quỳ. Lâm Nhất vẫy tay, không đợi Cổ Phong kịp phản ứng thì một chưởng đã đánh vào đỉnh đầu hắn ta. Thủ hạ Khổng Tuyên của hắn ta từng dùng cách này để ép Cung Minh phải quỳ xuống đất, có lẽ Cổ Phong không tưởng tượng được báo ứng lại đến nhanh như vậy, chính hắn ta cũng bị cách thức này ép phải quỳ xuống. Bịch! Một âm thanh giòn giã vang lên, khóe miệng Cổ Phong rỉ ra tơ máu, hắn ta quỳ sụp xuống với vẻ không cam lòng. Sau này, ở Thư viện Thiên Phủ, ngươi khôn hồn thì đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, ta thấy một lần sẽ đánh một lần. Nếu ngươi cả gan thì cứ đứng lên thử xem. Dứt lời, Lâm Nhất liền xoay người bay vọt lên trời hướng về phía đài cao. Sắc mặt Cổ Phong thay đổi mấy lượt, nhưng sau nhiều lần giãy giụa, cuối cùng hắn ta vẫn không dám đứng lên. Cảnh tượng này khiến người xem không khỏi thở dài. Lâm Nhất từ từ hạ xuống đài cao, cách đó không xa, Cổ Đằng bị dọa tái mặt, hắn ta quỳ trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai chân. Không dám liếc nhìn Lâm Nhất dù chỉ là một cái. Cung Minh là bạn của Lâm Nhất này, trong Thư viện Thiên Phủ, nếu ai dám đụng đến hắn thì kết cục của Cổ Phong ngày hôm nay chính là bài học tốt nhất. Gió khẽ lướt qua, Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, giọng hắn vừa kiên định vừa có lực. Lâm Nhất! Nghe vậy, Cung Minh sững sờ, hắn ta hoàn toàn không nghĩ Lâm Nhất sẽ nói ra những lời như vậy. Người thiếu niên này có thể dễ dàng đánh bại Cổ Phong thì chắc chắn sẽ nổi danh trong Thư viện Thiên Phủ, được người người biết đến. Vậy mà, hắn vẫn không quên người bạn Cung Minh này. Bất chợt, Cung Minh có cảm giác rất ấm áp, hắn ta nắm chặt quyền, trong lòng chỉ có hai chữ, xứng đáng. Đi thôi, Cung Huynh không cần đợi ở đây. Lâm Nhất lại mỉm cười, khẽ nói. Được. Nghe vậy. Cung Minh lộ vẻ mừng rỡ, có cảm giác phấn khích trước nay chưa từng có. Ở khoảnh khắc này, hắn ta cảm nhận được nhiệt huyết trong cơ thể đang sôi trào. Quảng trường hỏa ngục. Lâm Nhất và Cung Minh đã đi khỏi, nhưng Cổ Đằng trên đài và Cổ Phong vẫn còn quỳ lại đó. Hai người kia đã đi rất xa, ngay cả bóng lưng cũng không còn thấy rõ, nhưng hai người đang quỳ lại không dám đứng dậy. Hai anh em hùng hổ kéo đến. Muốn Lâm Nhất phải quỳ xuống xin tha, nhưng không ngờ kết cục lại biến thành như vậy. Không chỉ riêng bọn họ, rất nhiều đệ tử nội môn ở gần đó cũng thở dài. Ngoại trừ đám người này, một số đệ tử cốt cán âm thầm đến đây cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi khi nhìn thấy Cổ Phong đang quỳ trên mặt đất. Vốn dĩ bọn họ bị hấp dẫn bởi hào quang của hoa hỏa ngục, nào ngờ vừa đến lại thấy một màn hay ho như vậy. E là không đến nửa ngày. Trận phong ba này sẽ lan truyền khắp toàn bộ Thư viện Thiên Phủ. Muốn người ta không biết đến danh tiếng của công tử Táng Hoa sợ là vô cùng khó. Dưới chân Linh Mộc Phong. Cung huynh, e là với vết thương này, người khó mà tiến vào mật cảnh. Người hãy cầm lấy tấm thẻ ngọc này, đem đi đổi một ít đan dược đi. Lúc sắp đến chân núi, Lâm Nhất bỗng dừng chân, rồi lấy ra thẻ ngọc của Mạc Linh giao cho đối phương. Cung Minh run rẩy nhận lấy, chần chờ nói, như vậy có ổn không? Có gì mà không ổn, vốn dĩ ngươi có thể đi không cần phải ở lại đài hỏa ngục để chịu nhục. Ta đương nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó. Ngươi cứ cầm tấm thẻ ngọc này đi đổi tài nguyên đi, dù sao thì Mạc Linh cũng đã nói sẽ cho ta mượn một ngày, muốn làm gì cũng được. Nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi còn từ chối nữa thì chính là đang làm dáng đấy.
Lâm Nhất mỉm cười khẽ nói. Hắn thật sự có hảo cảm với Cung Minh. Trăm trượng, một trượng tương đương 3 mét, trăm trượng là 300 mét, trong phạm vi 300 mét này, chỉ cần hắn muốn thì bất kỳ lúc nào cũng sẽ trở thành vùng cấm của đối thủ. Ngoài ra, 81 bóng kiếm này còn có thể thuận theo tâm ý của hắn, thoáng chốc biến thành một cơn lũ hung hãn, quét qua hết thảy. Kiếm trận tử diên, tuyệt thế vô song. Trong cùng cảnh giới, có được kiếm trận này hoàn toàn xứng với hai chữ vô song, thiên hạ vô song. Thế nhưng cụm cửu chuyển quy nhất, Phượng Minh Chiêu Dương mang ý nghĩa gì? Trong kiếm quyết có ghi chép, khi đạt đến tầng 9 đỉnh phong thì có thể triệu hồi tử băng diên tước băng phượng thượng cổ. Hiện tại, kiếm trận đã thành hình, nhưng vẫn không thấy băng phượng. Cửu chuyển quy nhất. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hoa tử diên có thể nghịch chuyển, sản sinh ra bí thuật một thoáng phồn hoa, chẳng lẽ tử diên kiếm quyết cũng có thể nghịch chuyển ư? Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Nhất phụt sáng, quyết định thử một phen. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì chuyện nghịch chuyển bí thuật rất dễ làm ảnh hưởng đến bản thân. Ví như một thoáng phồn hoa, khi hắn chưa đạt đến cảnh giới tương ứng, lại miễn cưỡng nghịch chuyển, đã khiến chân nguyên tiêu hao hoàn toàn. Sau một hồi suy tư, Lâm Nhất đã có ý định. Giờ cứ thử xem sao, tuy rằng thử sẽ có nguy hiểm, nhưng không dám thử thì mãi mãi không hiểu được sự ảo diệu của mấy chữ cửu chuyển quy nhất kia. Một khi đã quyết định, Lâm Nhất không tiếp tục do dự mà bắt tay vào hành động. Hai tay hắn kết thành ấn, khống chế kiếm trận từ từ hoạt động. Tuy nhiên, chỉ mới thay đổi một chút mà những bóng kiếm màu bạc vốn đang lơ lửng lên xuống quanh người hắn bỗng khựng lại. Lâm Nhất nghịch chuyển kiếm trận hệt như đang lao như điên, đâm đầu về phía một khối sắt cứng rắn và hùng vĩ. Hắn rên lên một tiếng, lục phủ ngũ tạng đau đớn không thôi, suýt nữa đã hộc máu. Đáng chết, Lâm Nhất không ngờ vừa bắt đầu đã gặp phải trở ngại. Nhưng nếu như vậy đã từ bỏ thì đó lại không phải tính cách của hắn. Liệu vậy? Ánh mắt thiếu niên lóe lên tia hung ác, trong quá trình kết ấn, chân nguyên không ngừng sôi trào. Tạch tạch tạch, toàn thân hắn run lên như một thanh kiếm, mỗi một lần như vậy đều vô cùng đau đớn. Không biết hắn đã duy trì bao lâu, cho đến khi sắp rơi vào tuyệt vọng thì một tiếng kiếm ngân to và thành lình vang lên. Tiếng kiếm ngân hùng hồn và trong trẻo, hệt như tiên hạc lượn trong biển mây, một tiếng hạc kêu quanh quẩn mãi không dứt. 81 luồng kiếm ý vẫn gần như bất động đã bắt đầu di chuyển một tấc. Tuy chỉ một tấc nhưng lại như nước lũ tràn bờ đê, núi tuyết sụp đổ, kiếm ý vô cùng táo bạo và ác liệt bộc phát, một đi không thể vãn hồi. Toàn thân Lâm Nhất tràn ngập kiếm ý, và nó đang liên tục tích tụ lại với tốc độ không tưởng. Đến khi kiếm trận nghịch chuyển được một vòng, kiếm ý đã tích tụ đến trình độ lượng biến chất, ngưng kết thành một cột sáng màu bạc vô cùng khí thế, hệt như một thanh kiếm sắc bén chọc thẳng lên trời. Ầm ầm. Sân nhỏ bắt đầu rung chuyển, cột sáng bạc kia dường như muốn chọc thủng linh trận tam phẩm được thư viện bố trí. Cùng lúc đó, kiếm trận vốn trăm trượng đã khuyết đại thành 200 trượng. Kiếm ảnh bên trong trận ban đầu từ 81 đạo nghịch chuyển này đã tăng lên gấp đôi, đạt đến 162 đạo. Một mức độ kinh người và vô cùng đáng sợ. Trong một thoáng, phạm vị 200 trượng quanh người Lâm Nhất dày đặc bóng kiếm màu bạc được ngưng tụ thành thực thể. Những âm thanh leng keng vang lên không ngừng bên trong trận, mức độ dày đặc của kiếm ảnh vô hình chung đã tăng thêm vẻ giết chóc cho kiếm trận tử diên này. Chẳng qua mức độ kiếm uy khủng khiếp cỡ này chỉ duy trì được trong chốc lát sau đó biến mất tăm tích. Lâm Nhất quỳ một chân trên đất. Chán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, từng giọt đang nhỏ xuống tí tách. Sức lực khắp toàn thân mất sạch, thở gấp không ngừng nhưng khóe miệng của thiếu niên lại cong lên thành nụ cười vô cùng thỏa mãn. Thành công rồi. Bây giờ mặc dù mới chỉ nghịch chuyển được một vòng, nhưng nếu đã bắt đầu rồi thì ắt sẽ đến lúc chuyển được 9 vòng. Rồi sẽ có ngày, rồi sẽ có một ngày, sẽ để âm thanh phượng hót vang vọng mãi trong trận. Cùng với vầng mặt trời kia bay thẳng lên mây, chấn động cửu thiên. Đôi mắt nhắm nghiền, Lâm Nhất khoanh chân ngồi nhìn vào trong tâm thức. Hắn phát hiện đóa tử diên hoa màu bạc trong tử phủ bây giờ đã mất hết ánh sáng, trở nên ảm đạm, khô cạn.
cách thức này có mức tiêu hao quá lớn. Nhưng một khi tế ra thì có lẽ Lâm Nhất cũng có thể tự tin trấn áp được cả cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Một hồi lâu sau, Lâm Nhất mở bừng mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt như ẩn như hiện. Chân nguyên bị tiêu hao trái lại đã hồi phục được 7-8 phần. Dưới ảnh hưởng của kiếm quyết tầng thứ 9, nếu như không có gì cắt ngang thì khả năng hồi phục đã vượt xa ngày trước. View. Mở bàn tay phải ra, đóa hoa hỏa ngục trong lòng bàn tay lại xuất hiện một lần nữa, Lâm Nhất tập trung nhìn thật kỹ. Hoa hỏa ngục là một loại hoa kỳ lạ được ngưng tụ hoàn toàn bởi hỏa diễm, nó khác hoàn toàn với những thiên tài địa bảo mà trước đây hắn từng thấy. Hỏa diễm linh hoạt lay động, quang mang rực rỡ chói mắt. Nhưng khi tập trung nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn ra được chút manh mối, đóa hoa trong lòng bàn tay nhìn thì quả thực giống hỏa diễm, nhưng trên thực tế nó lại là một loại linh dịch thần kỳ nào đó. Trong lúc chuyển động, hình thái của nó lại giống như một ngọn lửa đang không ngừng lay động, bên trong nó cũng bao hàm một nguồn sức mạnh hỏa diễm thuần khiết mà mạnh mẽ. Thoáng thăm dò một chút lại càng khiến vẻ mặt của Lâm Nhất trở nên nghiêm trọng. Hoa này nếu như phát nổ sự là hắn sẽ phải tan thành cho ngay tại đây mất, trước mắt có lẽ hắn không có đủ khả năng để luyện hóa nó. Hắn phỏng đoán, ít nhất phải đạt cảnh giới âm huyền viên mãn thì mới có thể thử sức. Ngoài ra, còn một số chỗ huyền diệu khó đoán nữa khiến hắn có chút khó lý giải, nhìn không thấu. Đợi đạt đến cảnh giới phù hợp rồi nói tiếp vậy, một cấm kỵ đến 10 năm nay chưa từng có người phá giải thì giá trị của hoa này ắt phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Lật tay phất một cái, Lâm Nhất thu đóa hoa hỏa ngục này lại cất đi. Thay vào đó lại lấy ra một cuộn tranh, trong tranh có một người tay trái cầm kiếm, bàn tay phải mở ra, một đóa tường vi đang bung nở. Hình ảnh mãnh hổ màu trắng chiếm cứ phần lớn bề mặt bức tranh, vẻ oai phong trên người nó gần như thu lại hoàn toàn, nó đang nhắm mắt và vô cùng dịu dàng ngửi đóa tường vi. Hoa mọc lên từ đâu? Đợi khi đóa tường vi kia bung nở, người áo xanh bỗng nhiên xoay người thi triển một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh trước mắt Lâm Nhất. Nhưng ngoại trừ việc đóa hoa kia mọc từ đâu ra kia, kiếm pháp còn lại trong đó đều như thể ngắm hoa trong biển sương mờ, mông lung hư ảo. 10 ngày này, Lâm Nhất gần như đều ngồi nhìn bức tranh này mỗi đêm. Năng lực vẽ linh văn của bản thân ngày càng tăng lên, hắn gần như có thể cảm nhận được rõ ràng đóa hoa kia từ đâu mà có, hắn đã nhìn ra được rất nhiều chi tiết bên cạnh mà trước đó hắn chưa từng phát giác. Chỉ là khi quan sát những chiêu kiếm thấp thoáng kia, mặc dù sương mù đã tan đi bớt đi nhưng vẫn không thể nhìn rõ được. Sợ là nếu không đạt đến cấp huyền sư tam phẩm thì ta sẽ chẳng thể học được bộ kiếm pháp này, còn về ác quỷ địa ngục mà Hồng Lão từng nhìn thấy, có lẽ phải là cảnh giới cao hơn nữa thì mới có thể cảm nhận được. Cất cuộn tranh đi, vẻ mặt Lâm Nhất đầy vẻ nghiêm túc. Hắn chắc chắn trong bức họa này ẩn chứa một bộ kiếm pháp, chỉ cần lĩnh ngộ được một chút là đã có thể nhận được truyền thừa còn tốt hơn cả của Lầu Tàn Kiếm. Còn về Liễu Thần Giật trong bảng Long Vân kia, cho dù có hỏi hắn cả trăm lần đi nữa, thì câu trả lời của hắn vẫn là không hối hận. Ít nhất lựa chọn tầng thứ tư của mật cảnh hỏa ngục chưa từng khiến hắn phải hối hận, bức tranh tường vi này cũng sẽ không khiến hắn phải hối hận. Tuyệt đối không. Bàn tay phải của Lâm Nhất siết chặt, đáy mắt đầy vẻ kiên định, giống như lòng hướng kiếm của hắn chưa từng dao động. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào bên trong phòng in bóng khung cửa lên nền đất. Lâm Nhất mở đôi mắt ra, trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên dưới ánh nắng ban mai trông tràn đầy nhựa sống, nét mặt hồng hào. Sự hao tổn của buổi tối hôm qua khi nghịch chuyển kiếm trận tử diên đã biến mất tăm, tinh thần phơi phới. Được nghỉ một ngày vậy mà lại có chút không quen. Khóe miệng Lâm Nhất lộ ý cười nhẹ, từ từ đứng dậy. Những ngày gần đây, liên tiếp bị Mạc Linh giày vò đã khiến tinh thần hắn mệt mỏi đến cực hạn, bỗng nhiên được thư thái như vậy quả thực có chút không quen. Bây giờ, trái lại hắn còn có chút chờ mong được gặp mặt Mạc Linh. Sau khi vệ sinh sạch sẽ hắn vội vàng đi ra ngoài, Cung Minh đã đợi ở bên ngoài cửa từ lâu. Lâm Huynh, dậy sớm nhỉ? Đối phương đưa tay trả lại ngọc bài sau đó chào hỏi Lâm Nhất. Vuốt nhẹ ngọc bài ấm áp trơn nhẵn trong tay, Lâm Nhất khẽ cười, lúc hắn đang định mở miệng nói thì mặt bỗng biến sắc. Học! Có luồng gió nhẹ thôi qua,
một bóng người đáp xuống ngay sau đó, bóng người từ từ bước lại ngược với ánh nắng ban mai trên bầu trời. Gương mặt của người tới vừa đẹp lại vừa tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, răng trắng môi đỏ, làn da trắng nõn như tuyết, khí chất xuất thần như ngọc, nhón chân bước đi mang lại cảm giác như được tắm gió xuân cho người đối diện. Nhưng thứ mà Lâm Nhất chú ý lại không phải là những thứ này, tu vi của người này đã đạt đến cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành khiến người ta phải kinh ngạc. Không phải cảnh giới Âm Huyền viên mãn hay là mới bước vào cảnh giới Dương Huyền, mà là cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành. Hơn nữa khí tức cực kỳ thanh lịch tao nhã, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề như núi, mênh mông như biển cả, nhưng bởi y cố ý che giấu bớt đi nên lại chẳng thể cảm nhận được chút áp lực nào. Loại khí thế này nếu như cố tình phát tán ra ngoài thì e là sẽ tương đối đáng sợ, khiến người ta mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Chẳng qua cảm xúc của Lâm Nhất được điều chỉnh lại rất nhanh sau đó, hắn đã từng gặp qua Liễu Thần Giật rồi thì há gì phải thấy áp lực với người này. So với đối phương, người thanh niên trước mắt này vẫn còn kém hơn một chút. Lúc đầu khi Liễu Thần Giật kia xuất hiện trước mặt hắn, cảm giác của Lâm Nhất chính là át thua không chút nghi ngờ. Nếu như động thủ thì chỉ có dốc hết sức đả thương đối phương trước khi chết mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã đạt đến tầng thứ 9 đỉnh phong của kiếm quyết thì chưa chắc đã không có cơ hội ung dung rời đi. Cung Minh ở bên cạnh liền biến sắc, trong đáy mắt đều là vẻ giật mình cùng sợ hãi, vội vàng chắp tay nói, gặp qua Mai Tử Viêm sư huynh. Trong lòng Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, hình như hắn từng nghe qua cái tên này, nhưng ngay lập tức khó mà nhớ ra được. Thấy Lâm Nhất chẳng phản ứng gì, Cung Minh đứng bên cạnh vội vàng nhỏ giọng nói, Lâm Nhất, đây là sư huynh Mai Tử Viêm. Là người hiện ngang hàng với sư tỷ Mạc Linh trong thư viện thiên phủ này, trong số những đệ tử nòng cốt, hai người này cùng đứng hạng nhất. Cùng đứng hạng nhất. Sao ta thấy có vẻ không giống, trong lòng Lâm Nhất thầm nghĩ, cảm giác của hắn về Mạc Linh còn nguy hiểm hơn nhiều so với người này. Nhưng Mai Tử Viêm dường như vô cùng hưởng thụ với vị trí hạng nhất này, cười nói Cung huynh khách khí rồi, hạng nhất thì không dám. Rõ ràng, y không phải đến vì Cung Minh, nói xong liền chuyển ngay chủ đề về phía Lâm Nhất, đánh giá hắn một hồi. Trên gương mặt y lộ ra nụ cười ôn hòa, khẽ nói, không hổ là công tử táng hoa mới đến từ đế quốc Đại Tần, uy danh năm đó của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng là một tông phái kiếm đạo khiến người người trong cổ vực Nam Hoa nghe danh mà kính phục. Lâm Nhất đoán không ra mục đích của đối phương, tùy ý đáp lại, Mai sư huynh quá khen. Nhưng Mai Tử Viêm này lại chẳng hề khách khí chút nào, nói qua nói lại một hồi mà y lại chẳng có vẻ coi Lâm Nhất như người ngoài. Trước khi đi còn tặng cho hắn một bình ngọc. Lâm Nhất mở ra ngửi, chỉ thấy một mùi hương lành lạnh, ngay lập tức liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể dục dịch chuyển động. Huyền âm đan. Cung Minh đứng bên cạnh ngạc nhiên hô lên, trông hắn ta có vẻ hết sức ngỡ ngàng, kích động nói, Lâm huynh. Đây là huyền âm đan được luyện chế từ cánh hoa của hoa huyền âm và huyền âm linh nhũ, ngoài hoa huyền âm cực phẩm ra, hiệu quả sử dụng của hoa huyền âm thông thường cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, một bình ngọc chỉ có 5 viên huyền âm đan. Chốc lát sau, trong đáy mắt hắn ta thoáng lộ vẻ tiếc nuối, tối hôm qua ta là muốn đổi loại đan này, đáng tiếc số lượng quá ít, đã bị đổi hết từ sớm. Đan này lúc còn chưa ra lò đã bị đặt hết rồi, đệ tử nòng cốt thông thường đều không thể lấy được. Mai Tử Viêm mặt lộ vẻ đắc ý, khẽ cười nói. Có thể lấy được đan này trong thư viện thiên phủ cũng là một loại biến tướng của tượng trưng thân phận địa vị. Mai sư huynh đây là có ý gì? Lâm Nhất lắc lắc bình ngọc khó hiểu hỏi. Quả gặp mặt thôi, ta vô cùng coi trọng Lâm huynh đệ, tạm thời không làm phiền ngươi thêm nữa. Mai Tử Viêm nở nụ cười tùy ý đầy vẻ phóng khoáng. Nhưng đúng vào lúc cả hai người đều cảm thấy đối phương sắp rời đi thì đối phương lại dừng chân nói, Lâm huynh đệ, nghe nói tối qua ngươi lấy được hoa hỏa ngục. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, trong lòng bỗng hiểu rõ, không đợi đối phương nói hết câu. Ngửi bình ngọc thêm một lần nữa, ngẩng đầu cười nói, đan này quả thực là có công dụng tuyệt vời, không biết trong tay Mai sư huynh có còn nữa không, tại hạ bằng lòng mua lại với giá cao. Trong lòng Mai Tử Viêm như có điều suy nghĩ, cũng không biết đối phương là cố ý không nghe thấy hay là thực sự không nghe thấy lời mình nói. Trầm ngâm một hồi sau mới cười nói, cũng may, trong tay ta đúng là còn 4 bình,
Lâm huynh đệ nếu như thích thì ta tặng hết cho ngươi. Loại huyền âm đan này lại chẳng có mấy tác dụng với cảnh giới hiện tại của ta. Vừa nói, vẻ mặt Mai Tử Viêm bình tĩnh lấy ra 4 bình huyền âm đan. Lâm Nhất không hề ngại ngùng mà vui vẻ nhận lấy hết. Cung Minh đứng bên cạnh ngạc nhiên đến ngây cả người, loại đan dược cực phẩm cỡ này nhưng Mai Tử Viêm lại có thể đem tặng mà mắt không chớp. Còn đỉnh hơn nữa là, Lâm Nhất lại thực sự nhận hết mà không hề ngại ngùng. Phải hào phóng cỡ nào đây, hoàn toàn không thể dùng lời nói để hình dung được sự chấn động trong lòng Cung Minh lúc này. Hai mắt hắn ta dán chặt lên huyền âm đan kia, đây chính là đan dược mà hắn ta nằm mơ cũng mong có được, vậy mà giờ đây lại bị người ta đem tặng một cách tùy tiện. Lâm huynh đệ, cảnh giới âm huyền sẽ không thể luyện hóa được hoa hỏa ngục, cho dù may mắn luyện hóa. Mai sư huynh, là như vậy, thời gian hẹn của ta với sư tỷ Mạc Linh sắp đến rồi. Còn về việc hoa hỏa ngục thì ngày khác chúng ta lại nói tiếp có được không? Hoặc là, Mai sư huynh đi cùng với ta đến gặp sư tỷ Mạc Linh, thế nào? Lâm Nhất nhướng mày, mặt không đổi sắc khẽ cười nói. Đùa ta sao? Sắc mặt Mai Tử Viêm lập tức thay đổi, Lâm Nhất này không biết là ngu thật hay giả ngu, đã nhận đồ của y rồi mà lại còn dám từ chối y. Một bình huyền âm đan thì cũng thôi đi, nhưng y đã đem tặng hẳn 5 bình, đối phương vậy mà vẫn coi như không có gì mà đuổi y đi như thế. Nét mặt y thoáng thay đổi trong chốc lát, Mai Tử Viêm mới cười mỉa mai nói, nếu đã như thế, vậy thì ngày khác lại nói đi. Nhưng ánh mắt y lại nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhất mà không chịu rời đi. Ý tứ của y tương đối rõ ràng, là muốn Lâm Nhất chủ động trao trả lại 5 bình huyền âm đan cho y. Trái tim Cung Minh nhảy lên bình bịch, bị dọa cho sợ đến mức không dám hó hé nửa lời. Mặt Lâm Nhất không hề đổi sắc, hờ hững cười nói, đồ đã đem tặng cũng muốn lấy về sao. Ở đế quốc Đại Tần không có thói quen này, nếu như trong thư viện thực sự có quy định này vậy thì ta sẽ trả lại cho sư huynh, ngày mai ta sẽ đi khắp nơi hỏi xem, có đúng là có quy định như vậy không. Mai Tử Diêm nghe vậy thì ngẩn ra, không ngờ Lâm Nhất lại dám uy hiếp y như vậy. Hỏi khắp nơi. Không phải đi rêu rao mình tặng đồ cho người ta rồi lại còn quay lại đòi sao? Nếu như hắn còn thêm mắm dặm muối nữa thì e là danh tiếng của mình trong thư viện thiên phủ sẽ mất sạch. 5 bình huyền âm đan sợ là đến một viên cũng không đòi lại được nữa rồi. Mai Tử Viêm này cũng thực là ngây thơ, đồ mà Lâm Nhất cướp được thì sẽ chẳng có chuyện hắn mang trả lại. Huống hồ đối phương lại tự mình mang đến tặng. Có thể trả lại cho y thì mới gặp quỷ đó. Nhìn nụ cười bên khóe môi của Lâm Nhất, rõ ràng mang đầy ý châm chọc, Mai Tử Viêm coi như đã hiểu ra. Thằng nhóc này từ đầu đến cuối đều chưa từng có ý định nhường lại hoa hỏa ngục cho y, hắn là cố ý muốn gài bẫy y. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, muốn mở miệng đòi thì quả thực khó mà chấp nhận được sự mất mặt này. Trong thư viện thiên phủ, danh tiếng của y không thua gì Mạc Linh. Nào đã từng phải chịu thiệt thòi như vậy? Lâm huynh đệ thực biết nói đùa, Mai mỗ thân phận thế nào, đồ đã tặng đi há lại đòi về, làm phiền rồi. Mai Tử Viêm mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, sau đó chắp tay rời đi. Vào giây phút khi y xoay người rời đi, gương mặt tuấn thú lập tức đen xì, trông vô cùng khó coi. Đợi sau khi đối phương đi thật xa, Cung Minh mới thở phào một hơi, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, hắn ta vô cùng căng thẳng. Người này thực là biết gài bẫy người, rõ ràng là muốn đến lửa hoa hỏa ngục của ta nhưng lại bày ra đủ thứ trò gian xảo. Cũng không nghĩ lại xem ta nếu như đã lấy được hoa hỏa ngục thì há có thể ngu đến mức mang nó đi tặng chứ. Lâm Nhất nhìn bóng lưng của đối phương, lạnh lùng cười một tiếng, trong đáy mắt mang đầy vẻ châm biếm. Cung Minh thầm cười khổ trong lòng, bẫy này có sâu đến đâu thì cũng không sâu bằng lòng dạ của ngươi. Hắn mặt không đỏ tim không đập lừa mất 5 bình huyền âm đan của Mai Tử Viêm, đoán chừng đối phương có lẽ đã nảy sinh ý muốn giết người luôn rồi. Một hồi sau Cung Minh mới trầm giọng nói, Lâm Nhất, ngươi nên trả lại cho y, với tính cách của y há lại để cho ngươi lấy không huyền âm đan của y. Lâm Nhất liếc mắt nhìn đối phương một cái, khẽ cười nói, trả lại. Sao có thể? Mai sư huynh này hiểu rõ lòng ta,
Lâm Mỗ đang phát sầu vì không đột phá được cảnh giới âm huyền đại thành, y liền mang huyền âm đan này đến tặng. Đây có khác gì đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, khát nước lại có người đưa nước đến, ý tốt như vậy, quả thực là chẳng có lý do gì để từ chối cả. Vừa nói, Lâm Nhất vừa lấy ra một bình huyền âm đan ném qua cho Cung Minh. Cung Minh tiện tay đón lấy nhìn, sắc mặt thoát cái thay đổi, có chút lắp bắp nói, Lâm huynh, cái này, ta thực sự không dám lấy đâu. Có gì mà không dám, nếu như thực sự không cần vậy thì trả lại cho ta đi, ta không có sĩ diện như Mai Tử Viêm kia đâu. Hai mắt Lâm Nhất khẽ nheo lại, khẽ giọng cười nói. Ta vẫn nên nhận thì hơn. Do dự một hồi, Cung Minh cắn chặt răng thu lại. Huyền âm đan quả thực có sức hấp dẫn quá lớn với hắn ta. Lâm Nhất vỗ vai hắn ta mỉm cười nói, yên tâm nhận đi, kẻ khờ lắm tiền như Mai Tử Viêm không nhiều đâu. Trong lòng Cung Minh thầm cười khổ, không dám nói gì thêm. Cả thư viện Thiên Phủ rộng lớn, e là chỉ có Lâm Nhất mới dám nói ra câu như vậy. Người khác có mượn thêm 100 lá gan nữa thì cũng không dám có khí phách như vậy ở trước mặt Mai Tử Viêm. Không chủ động dâng tặng hoa hỏa ngục thì đã được tính là có chút gan dạ rồi. Sư tỷ, trả lại ngọc bài cho cô. Trong điện Túc Vân, Mạc Linh đã đợi ở đó từ lâu, Lâm Nhất bước lên trước đưa trả lại ngọc bài cho đối phương. Ngón tay trắng nõn nà như ngọc của Mạc Linh tùy ý chơi đùa với ngọc bài, con người đen long lanh trong suốt nhìn về phía Lâm Nhất, cẩn thận đánh giá hắn. View. Một hồi, nàng ta siết chặt ngọc bài lại. Bàn tay linh hoạt khiến người nhìn hoài không thấy chán cũng thu lại. Ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người Lâm Nhất, đôi môi đỏ mở ra, cười nhẹ nói, nghe nói tối qua ngươi đã làm một việc vô cùng nổi bật. Việc gì cơ? Lâm Nhất tùy ý đáp. Hoa hỏa ngục. Trên mặt Mạc Linh vô cùng bình tĩnh nói. Trong lòng Lâm Nhất thoáng sững lại, nhưng trên mặt lại chẳng hề có chút biểu cảm nào, lặng lẽ đánh giá đối phương. Ngước mắt lên nhìn, trong lòng hắn thoáng trầm xuống, bất ngờ phát hiện ra tu vi của đối phương từ cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong thăng cấp lên âm huyền viên mãn. Thoáng suy nghĩ kỹ, đối phương đã ở cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong từ lâu, lúc nào đột phá cũng đều chẳng có gì lạ. Chỉ là cảnh giới âm huyền viên mãn đã có thể luyện chế được hoa hỏa ngục, nữ nhân này chẳng lẽ cũng nhìn trúng hoa hỏa ngục của mình rồi sao? Vậy thì thực là khó xử. Mạc Linh, nói cho cùng Lâm Nhất cũng không nhìn thấu được nữ nhân này. Cảm giác mà nàng ta mang đến vượt xa so với Mai Tử Viêm kia, nếu nàng ta thực sự muốn lấy hoa hỏa ngục thì đúng là chẳng có cách nào tốt để từ chối cả. Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, khẽ giọng nói, thông tin của sư tỷ cũng thật là nhanh nhạy. Nói xong, hắn phất tay một cái, đóa hoa hỏa ngục long lanh trong suốt, lay động không ngừng. Bao hàm luồng linh khí dày đặc nằm trong lòng bàn tay hắn xuất hiện trước mặt Mạc Linh. Theo sự lay động của hoa hỏa ngục, luồng khí tức trong không khí cũng trở nên điên cuồng, từ từ lan rộng ra. Đáy mắt Mạc Linh thoáng lộ vẻ lạ lùng, tán thưởng nói, quả thực là hoa hỏa ngục, quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong thành U Châu này cũng từng có đệ tử của Điện Huyền Dương. Sau khi luyện hóa hoa này xong, tu vi chỉ trong một ngày đã tăng lên chóng mặt. Đạt đến mức khiến người ta khó lòng tưởng tượng được, tương đối là đáng sợ. Lâm Nhất thấy gương mặt nàng ta bình tĩnh không hề mang vẻ tham lam thì trong lòng bỗng thầm cười khổ. Trái lại bản thân mình lại có lòng tiểu nhân rồi, với địa vị của Mạc Linh trong thư viện Thiên Phủ, nếu như nàng ta thực sự muốn đóa hoa hỏa ngục này. Không cần nàng ta phải ra mặt đã có trưởng lão cướp nó từ trong tay hắn để đưa cho nàng ta rồi. Thu lại đóa hoa này. Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát mới nhắc đến việc trên đường gặp phải Mai Tử Viêm cho đối phương nghe. Năm bình huyền âm đan. Mạc Linh nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được bật cười. Nàng ta rất ít khi cười, nhưng dáng vẻ khi cười lại đẹp đến nao lòng, khiến người ta nhìn thấy một phong thái vô cùng khác của nàng ta. Tính cách này của ngươi chẳng hề thay đổi chút nào, mới vừa giải quyết xong hai huynh đệ cổ phong, chớp mắt lại đi lừa bịp Mai Tử Viêm. Công tử táng hoa, đúng là chẳng coi ai ra gì, ta còn cho rằng ngươi sẽ kiềm chế bớt lại một chút chứ. Mạc Linh như cười như không nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ mặt đầy ý trêu chọc.
Lâm Nhất cười vô tội nói, sao có thể nói là lừa bịp chứ, huyền âm đan này rõ ràng là do Mai sư huynh tặng ta mà. Lừa thì cũng đã lừa rồi, sợ y làm gì, có ta ở trong thư viện thiên phủ này. Có cho y mượn thêm lá gan nữa cũng không dám ra tay với ngươi. Mạc Linh lại nhắc đến người này, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường rõ rệt, thậm chí còn có vẻ căm ghét. Nghĩ lại, hai người này trước giờ luôn có mối thù xưa hận cũ, Mai Tử Viêm kia có lẽ cũng từng chịu thiệt bởi nàng ta. Người này trước giờ luôn thích đối đầu với ta, muốn tranh vị trí đứng đầu với ta nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám đường đường chính chính đấu một trận. Nửa năm trước bị ta dạy dỗ cho một trận nên mới bớt đi nhiều, chẳng qua là vẫn không che giấu nổi. Nói thực với ngươi, Cổ Phong này chính là do bị hắn xúi dục đến đối phó với ngươi. Mạc Linh nhấp một ngụm trà, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ lạnh lùng hờ hững nói. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, không ngờ được trong câu chuyện này lại còn có tình tiết như thế. Chẳng qua khúc mắc giữa hai người, hắn tạm thời không muốn tham gia vào nên đổi đề tài nói chuyện, sư tỷ hình như không có hứng thú mấy với Hoa Hỏa Ngục. Mạc Linh gật đầu, đáy mắt thoáng lóe lên, trầm giọng nói, huyền sư tứ phẩm thì có thể sánh ngang được với cảnh giới thiên phách, 3 năm tới ta chắc chắn có thể thăng cấp huyền sư tứ phẩm. Tu vi võ đạo với ta mà nói không đến mức quan trọng như thế, ta cũng không có nhiều sức lực để phân tâm đến phương diện này. Trong 3 năm tới chắc chắn sẽ thăng cấp huyền sư tứ phẩm, giọng điệu này có vẻ khá là tự tin. Nói chuyện phiếm một hồi, Mạc Linh không tiếp tục nói về Hoa Hỏa Ngục nữa mà bắt đầu bài dạy của ngày hôm nay. Hôm nay sư tỷ có thể dạy ta linh đồ nhị phẩm mới rồi chứ? Lâm Nhất nóng lòng muốn thử sức. Hắn đã được kiểm chứng lực sát thương của Hỏa Mạn Sơn Hà Đồ từ trên người Cổ Phong rồi. Nên đối với linh đồ nhị phẩm mạnh hơn thì lại càng mong chờ hơn. Sợ là không thể dạy ngươi. Thấy trên mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ thất vọng, Mạc Linh khẽ cười nói, linh đồ nhị phẩm không thể dạy cho ngươi, nhưng linh đồ tam phẩm thì có thể. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, cho dù linh đồ nhị phẩm có mạnh hơn nữa thì cũng không thể thực sự trở thành binh khí giết người. Nhưng linh đồ tam phẩm thì lại khác. Nếu có thể phát huy được 10 phần linh vận thì cũng chưa chắc đã không thể giết được người ở cảnh giới Dương Huyền Đại Thành. Lâm Nhất nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nghi ngờ nói, nhưng ta không phải huyền sư tam phẩm, càng không biết linh đồ tam phẩm. Nhưng ngươi rồi cũng sẽ trở thành huyền sư tam phẩm, không phải sao? Mạc Linh mỉm cười hỏi ngược lại. Trái lại khiến cho Lâm Nhất có chút không biết phải trả lời ra sao. Lời nói của đối phương vô cùng thâm ý, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra lý lẽ gì để phản bác lại. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi Hỏa Phượng Liêu Nguyên đứng hàng thứ 10 trong linh đồ tam phẩm. Một luồng khí thế đáng sợ bùng ra từ trên người Mạc Linh, sợi tơ xanh lay động, 9 cuộn tranh bay bồng bềnh trong không trung sau lưng. 9 cuộn tranh xếp song song với nhau, sau đó từ từ mở ra, có luồng hỏa diễm bùng lên, cả một vùng kim quang sáng chói. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, vươn tay che trước mắt lại, luồng kim quang này quá mức chói lòa. Ánh sáng chiếu lên mặt thậm chí còn có cảm giác cháy bỏng, dâm ran đau nhức. Đợi đến khi 9 cuộn tranh kia được mở ra hết, một bức tranh Hỏa Phượng Liêu Nguyên minh mông rào rạt liền xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Hỏa Phượng bên trong bức tranh trông vô cùng sống động tựa như vật sống, lao vút lên trời rồi đáp xuống, thiêu đốt vạn vật thành cho tàn. Thấp thoáng. Hỏa Phượng kia như bỗng giang cánh tung bay, 9 cuộn tranh thình lình nát tươm, một luồng uy áp khủng bố cuồn cuộn quét đến, gương mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc. Bàn chân giẫm trên đất khẽ đạp một cái, cơ thể bay ngược ra ngoài. Đợi đến sau khi đáp đất, ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện ra bức tranh kia vẫn còn đó, Mạc Linh bên dưới bức tranh được ánh sáng chiếu rọi, chói mắt tựa nữ thần. Sắc mặt Lâm Nhất lúc này thực sự thay đổi. Hắn nhìn về phía Hỏa Phượng Liêu Nguyên trong bức tranh, đáy mắt ánh lên vẻ rung động sâu sắc. Đã rất lâu rồi mới lại có được cảm giác này. Còn nhớ lúc ban đầu khi gặp được tình huống này, là giây phút khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy mãnh hổ tường vi đồ. Một khắc đó, hắn tưởng rằng mãnh hổ bên trong bức tranh muốn nhào ra bên ngoài dọa cho hắn sợ đến mức không dám cầm cuộn tranh nữa. Mà sau đó, chẳng còn bức linh đồ nào có thể mang đến cho hắn sự rung động mạnh mẽ như vậy nữa. Hôm nay, cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện khi hắn nhìn thấy bức tranh Hỏa Phượng Liêu Nguyên.
mất mặt quá. Lâm Nhất sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nở nụ cười, thế mà lại bị dọa cho giật mình. Phượng Hỏa Liêu Nguyên là linh đồ tam phẩm có thuộc tính hỏa, có 3.000 đạo linh văn cơ bản, 1.000 đạo linh văn nhất phẩm, 500 đạo linh văn nhị phẩm và tổng cộng 7 đạo linh văn tam phẩm. Nếu chỉ luận về lực sát thương thì nó đứng hàng thứ 10 trong linh đồ tam phẩm, ở thư viện thiên phủ ngoài ta ra, không có đệ tử thứ hai nào có thể nắm được. Vẻ mặt Mạc Linh bình tĩnh, dù gì giải thích sự huyền bí trong bức tranh này. Vẻ mặt Lâm Nhất đầy nghiêm túc không dám có chút lơ là nào, tập trung lắng nghe không bỏ sót một chữ. Hắn thầm cảm thấy, nếu như nắm được bức tranh này thì có lẽ sẽ có thể lĩnh ngộ được một chút bức mẽ ngộ tường vi đồ. 7 đạo linh văn tam phẩm, đều nằm ở phần đuôi phượng, cũng tức là 7 cọng linh vũ. Đuôi phượng tạm thời ngươi có thể không cần vẽ, đợi sau khi ngươi trở thành huyền sư tam phẩm rồi ta lại dạy ngươi. Trong ống tay áo to rộng mềm mại như nước, Mạc Linh vươn bàn tay trắng như tuyết, làn ra nơi cổ tay non mềm, ngón tay từ từ ghép lại 9 cuộn tranh. Bắt đầu từ bức tranh thứ nhất đi. Mạc Linh tiện tay phẩy một cái, một cuộn tranh nhẹ nhàng bay ra. Lâm Nhất vươn tay đón lấy, chỉ cảm thấy bức tranh này nặng vô cùng, vượt xa so với linh đồ nhị phẩm. Đợi khi bức tranh được mở ra, tập trung nhìn kỹ, chẳng bao lâu sau liền nhíu chặt mày lại. Những linh đồ nhị phẩm trước đó hắn gần như nhìn qua là nhớ, thầm tưởng tượng vài lần, nhấc tay là có thể bắt chước vẽ ra được. Nhưng linh đồ tam phẩm này lại khác biệt hẳn, mức độ phức tạp khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt. Chỉ hơi không chú ý là sẽ quên hết những tiểu tiết trong đó, thậm chí trong đầu hắn còn bị nhiễu loạn. Không bao lâu sau hắn liền cảm thấy mắt mình cay xè, hoa mày chóng mặt. Mạc Linh khẽ giọng hỏi, nhớ được bao nhiêu phần rồi? Miễn cưỡng chắc được 3 phần. Vậy đã là khá lắm rồi, lần đầu tiên khi ta quan sát ghi nhớ bức tranh này, cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được 2 phần linh văn, đáy mắt Mạc Linh lộ vẻ tán thưởng. Khả năng thiên phú của Lâm Nhất này quả thực xứng với danh xưng yêu nghiệt, so với nàng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Không được. Lâm Nhất lắc đầu, bình tĩnh đáp, linh đồ khác với võ kỹ, cho dù có quên một chút thì uy lực của võ kỹ cũng chỉ kém đi một chút. Nhưng linh đồ này mà chỉ thiếu mất một đạo linh văn cơ bản thì cũng sẽ mất công toi, không chỉ không thể phát huy được uy lực mà thậm chí còn có khả năng làm tổn thương bản thân. Nhớ kỹ 3 phần so với nhớ kỹ 9 phần thì cũng chẳng khác nhau là bao, chẳng có gì đáng để vui mừng cả. Mạc Linh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, tên nhóc nhà ngươi, đây là Hỏa Phượng Liêu Nguyên đứng hàng thứ 10 trong linh đồ tam phẩm đó, thiên phú hơi kém một chút thì cũng phải quan sát khi nhớ mất 3 ngày mới miễn cưỡng nhìn ra được chút đường nét. Vậy thì đã sao, không phải cô từng nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành huyền sư tam phẩm sao? Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cong lên, đáy mắt có phong mang như ẩn như hiện, Hỏa Phượng Liêu Nguyên này thế mà lại gợi lên tính quật cường trong lòng của người thiếu niên. Thử thách như vậy khiến hắn trở nên kích động chưa từng có, hưng phấn chưa từng có. Ánh mắt của thằng nhóc này. Mạc Linh gần như nhìn thấy được bản thân mình của 5, 6 năm về trước, năm đó nàng ta vẫn còn là một thiếu nữ, cũng kiêu ngạo tự tin như vậy. Trái tim trải qua biết bao thăng trầm cũng chưa từng dao động vậy mà lại bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Thu lại suy tư, Mạc Linh khẽ cười nói, hy vọng ngày này sẽ không quá xa, trên con đường tu đạo linh văn, huyền sư tam phẩm mới được coi là thực sự nhập môn. Đợi ngươi đi đến ngày đó rồi sẽ hiểu. Tiếp sau đó mấy ngày, Lâm Nhất chưa từng trở về Linh Mộc Phong, hắn bất kể ngày đêm đều ở trong quảng trường của Điện Túc Vân. Buồn ngủ thì tùy tiện nằm trên thềm đá nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Mở mắt ra là lại tiếp tục quan sát ghi nhớ Hỏa Phượng Liêu Nguyên, hắn đã gần như phát cuồng. Bất giác đã 7 ngày trôi qua. Trên bồ đoàn chất đầy giấy những bức tranh mà Lâm Nhất bỏ đi, đôi mắt hắn hõm sâu, trong mắt phằn tơ máu. Nếu không phải do cơ thể hắn đã luyện long tượng chiến thể quyết đến đỉnh phong thì có lẽ nhục thân này sẽ không chịu đựng nổi. Chỉ trong có 5 ngày ngắn ngủi lại tựa như thời gian đã trôi qua hết nửa cuộc đời. Nhưng sự cố gắng này lại chẳng hề phí công. Ngoại trừ đuôi phượng ra, bức tranh Hỏa Phượng Liêu Nguyên này đã bị hắn hoàn toàn nắm vững. Chỉ cần nắm được 7 cọng linh vũ kia vẽ như thế nào nữa, đối với Lâm Nhất mà nói đã là hoàn thành việc lớn rồi. Mạc Linh sư tỷ,
mời xem thử. 5 ngày sau, Mạc Linh tính toán đúng thời gian đi tới, Lâm Nhất mở 9 bức tranh ra khẽ mỉm cười nói. Gương mặt thoáng vẻ vui mừng nhưng trong nụ cười sáng lạn kia lại khó nén được chút vẻ đắc ý. Không tệ. Trong lòng Mạc Linh cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề tỏ vẻ gì, cũng chưa từng để lộ ra cảm xúc gì. Thành tựu như vậy hẳn là có thể khiến sư tỷ chính thức dạy ta linh văn tam phẩm rồi chứ? Lâm Nhất khẽ cười nói. Đương nhiên là có thể, chẳng qua thời gian mà chúng ta hẹn nhau đã hết rồi. Hừ. Lâm Nhất hơi ngây ra, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mãi hồi lâu sau mới nhớ ra, đối phương đã hẹn với mình nửa tháng, tính toán cẩn thận thì hôm nay vừa đúng nửa tháng thời gian. Lúc đầu hắn cảm thấy đối phương dạy mình linh văn có chút quái dị và đột ngột, giả bộ chối từ mãi mới miễn cưỡng đồng ý. Đợi đến khi thực sự bắt đầu thì lại quên hẳn chuyện này mà chìm đắm trong việc tu đạo linh văn. Nhưng lại không ngờ được Mạc Linh này sẽ gài một cái bẫy to như thế. Bây giờ việc học vẽ hỏa phượng liêu nguyên này đang đi đến lúc quan trọng nhất, với hắn mà nói là không thể bỏ ngang. Nhưng thời gian nửa tháng đã hết, nếu mở miệng lần nữa thì tức là Lâm Nhất hắn có lòng nhờ vả đối phương. Lâm Nhất bất đắc dĩ cười nói, cái bẫy này của sư tỷ đúng là không phải sâu bình thường, nói đi, thư viện thiên phủ muốn ta làm cái gì mới chịu dạy hết hỏa phượng liêu nguyên này cho ta. Mạc Linh không hề phản bác, chỉ mỉm cười nói, công tử táng hoa bướng bỉnh kiêu ngạo, nếu như không dùng chút thủ đoạn này há có thể dễ dàng thuyết phục ngươi. Thư viện dù gì cũng có lòng cầu cạnh mới phải đưa ra hạ sách này, còn mong công tử lượng thứ. Hỏa phượng liêu nguyên đồ. Nửa tháng nay tu tập, Lâm Nhất coi trọng nhất là linh đồ này, chịu đựng khổ sở 5 ngày 5 đêm. Bây giờ chỉ còn mỗi đuôi phượng là có thể hoàn thành lại bị thông báo là thời gian đã hết, điều này quả thực khá là khó chịu. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì nửa tháng tiếp xúc này, hắn vô cùng khâm phục Mạc Linh. Cho dù bây giờ hắn rút lui khỏi thư viện thiên phủ thì thực ra cũng không tính là hắn chịu thiệt thòi. Gài bẫy thì gài bẫy. Mạc Linh quả thực rất có thành ý. Sư tỷ quá lời rồi, nếu là việc ta có thể dốc sức thì sẽ chẳng có lý do gì từ chối. Vẻ mặt Lâm Nhất trở lại bình thường, bình tĩnh nói. Hắn bây giờ vô cùng tò mò, thư viện thiên phủ rốt cuộc có việc gì cần nhờ đến hắn. Mà lại phải để Mạc Linh đích thân ra tay truyền dạy, tốn nhiều công sức như vậy. Việc này, tạm thời không vội. Không vội. Đáy mắt Lâm Nhất thoáng vẻ lạ lùng, tốn nhiều công sức gài bẫy như vậy, đến cuối cùng lại không vội. Cũng đúng, trước mắt người cần vội hẳn là Lâm Nhất hắn mới đúng. Con người lúc ở trạng thái nông nổi rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm, việc mà ta muốn nói với ngươi liên quan đến sinh tử tồn vong của thư viện. Ta không hy vọng ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngươi một khi đồng ý rồi thì trách nhiệm mà ngươi phải gánh vác còn nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Có nghiêm trọng vậy sao? Có. Vẻ mặt Mạc Linh nghiêm túc gật đầu, không giống như đang nói đùa. Bộ dạng như vậy lại khiến Lâm Nhất từ từ bình tĩnh lại, thư viện thiên phủ có việc nhờ đến mình thì e là chẳng hề đơn giản như vậy. Cô không sợ sau khi ta bình tĩnh lại sẽ không đồng ý nữa sao? Lâm Nhất cười thăm dò nói. Mạc Linh mỉm cười không tiếp lời mà trầm giọng nói, 6 ngày sau. Hồ Huyền Âm sẽ mở cửa với bên ngoài, đến lúc đó sẽ có hoa huyền âm được sinh ra. Hoa huyền âm đó mặc dù không bì được với hoa hỏa ngục, nhưng đối với người thuộc cảnh giới âm huyền như ngươi thì lại vô cùng phù hợp. Hồ Huyền Âm. Lâm Nhất sờ cằm, vùng bảo địa tọa lạc trên đỉnh của Linh Mộc Phong, mỗi 3 tháng lại mở ra một lần kia. Đến lúc đó sẽ có linh nhũ tràn ra sẽ có hoa huyền âm bung nở dưới đáy hồ. Mỗi lần đấu tranh vì hoa huyền âm này đều sẽ rất sôi nổi náo nhiệt, nói ra thì đây cũng là một việc lớn của thư viện thiên phủ. Mạc Linh nhìn về phía Lâm Nhất khẽ nói, đợi sau khi cuộc tranh đấu hoa huyền âm kết thúc, ta sẽ lại nói kỹ hơn với ngươi về việc này. Rốt cuộc là việc gì lại liên quan đến sự tồn vong của thư viện thiên phủ, trong lòng Lâm Nhất khá là tò mò. Nhưng Mạc Linh đã nói rõ rồi, hắn cũng không tiện truy hỏi. Thấy Lâm Nhất gật đầu, Mạc Linh cười nói đến đây, người đến thư viện thiên phủ lâu như vậy rồi còn chưa từng đi đến điện tàng thư đúng không?
Ta cũng muốn đi nhưng chấp sự Khách Khanh hình như không có tư cách vào đó. Nền tảng sức mạnh của thế lực cấp chuẩn bá chủ đương nhiên Lăng Tiêu Kiếm Các không thể sánh được, điện tàng thư của thư viện thiên phủ này hắn đã muốn đến từ lâu rồi. Nhưng hết cách, hắn không thể đi. Ngày mai, Vân Yên sẽ đưa ngươi đi một chuyến, ngươi có thể tùy ý chọn một môn công pháp võ kỹ. Thật sao? Mắt Lâm Nhất sáng rực, bây giờ mới thấy cảm giác không vui vì bị gài bẫy giảm đi không ít. Đương nhiên là thật. Vậy ta cảm ơn Mạc Sư Tỷ trước. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Nhất ở trong Linh Mộc Phong theo đúng lời hẹn gặp được Liễu Vân Yên. Đã lâu không gặp, Liễu Vân Yên trông có vẻ tiều tụy và gầy đi nhiều, nhưng trái lại tu vi tăng tiến không ít. Đã bước vào cảnh giới âm huyền đại thành trước hắn một bước. Xem ra ấn tượng của sư tỷ với ngươi không tệ, đã cho phép ngươi bước vào điện tàng thư rồi. Liễu Vân Yên nhìn thấy Lâm Nhất, trên mặt lộ ra ý cười, giữa hai người đã thân quen từ lâu nên bỏ qua những câu nói khách sáo. Lâm Nhất rất động lòng với điện tàng thư này. Nền tảng sức mạnh của thế lực cấp chuẩn bá chủ đều nằm ở đây, muốn có được tư cách bước chân vào đó một lần là tương đối khó khăn. Cho dù là đệ tử nòng cốt mà không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt thì cũng đừng mong được bước vào. Nền tảng của thư viện thâm hậu, tàng thư tương đối phong phú, thậm chí còn được truyền thừa đến công pháp cảnh giới thiên phách. Đối với đệ tử thư viện mà nói, điện tàng thư có sức hấp dẫn vô cùng lớn, có thể được phép bước chân vào thì sẽ tương đối trân trọng. Lâm Nhất và Liễu Vân Yên đi thẳng về phía trung tâm của thư viện, sau thời gian mấy chén trà liền dừng chân trước một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Ở đằng kia, giữa sườn núi có một toàn cung điện rộng lớn. Hai người thi triển thân pháp, bay vọt lên trời, chỉ trong vòng nửa khắc, cả hai đã rơi xuống trước cung điện. Nhìn quanh quất một lượt, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ nghiêm túc, không dám làm bừa. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Và chủ nhân của ánh mắt kia chính là vị cao thủ canh giữ điện tàng thư này. Nếu có kẻ nào dám đến gây rối, e là vừa hạ xuống đây đã bị đuổi đi ngay. Sau khi phát giác ánh mắt kia đã rời đi, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vân Yên cười nói, đã sớm nghe nói nơi này có cao thủ cảnh giới thiên phách chấn giữ, quả nhiên không sai, vừa rồi, ánh mắt kia thật sự đáng sợ. Cô cũng đến đây lần đầu à, Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong thư viện, những nơi khác thì có thể dùng công đức để trao đổi bí tịch, nhưng điện tàng thư thì nếu không có cống hiến đặc biệt, rất khó có được tư cách tiến đến. Lại nói, xem như ta hưởng lợi ích từ ngươi. Liễu Vân Yên nhìn sâu vào mắt Lâm Nhất, ánh mắt nàng ta có hơi phức tạp. Đến nhanh thật, chỉ mới sáng mà thôi. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười. Hai người đồng thời quay lại thì phát hiện Du Mộc trưởng lão đã xuất hiện từ lúc nào. Sư phụ! Du trưởng lão! Lâm Nhất và Liễu Vân Yên cùng hành lễ. Người này có tu vi thâm hậu, lại có địa vị khá cao trong số các trưởng lão của thư viện, gần với vị Đường Du trưởng lão có tu vi thiên phách kia. Ha ha, đến sớm như vậy, nếu ta không mở cửa thì các ngươi định đi thế nào? Du Mộc trưởng lão bật cười, sau đó... Thân hình ông ta nhoáng lên một cái, phút chốc đã dịch chuyển đến trước mặt hai người. Tốc độ quả thật rất nhanh, Lâm Nhất hoàn toàn không nhìn ra ông ta đã di chuyển như thế nào. Thân pháp này. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, với thân pháp bực này, e là cao cấp hơn rất nhiều so với thất huyền bộ. Du trưởng lão mỉm cười đánh giá hai người trước mắt, nhất là khi nhìn về phía Lâm Nhất, ông ta âm thầm gật đầu. Mãi một lúc lâu sau mới nói, vào đi thôi. Không thấy ông ta có động tác gì cả, thế nhưng cánh cửa cung điện vốn đang đóng chặt lại phát ra hào quang, từng đường linh vân hiển hiện, ngưng tụ thành một linh đồ phức tạo, kế đó dường như khóa được mở, chúng bắt đầu thoát khỏi trạng thái đan xen lẫn nhau. Thú vị thật, ta có cảm giác với linh đồ này, dù là cao thủ cảnh giới thiên phách muốn mạnh mẽ xông vào cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lâm Nhất liếc nhìn vài lần. Trong lòng không khỏi khiếp sợ. Linh đồ vừa hiển hiện đã phần nào cho thấy nội tình của thế lực cấp chuẩn bá chủ có bao nhiêu đáng sợ. Điện huyền võ của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không nghiêm ngặt như vậy. Tuy nhiên, sau khi tiến vào cung điện thì cảnh tượng trước mắt lại khiến Lâm Nhất có hơi kinh ngạc. Trong điện là một không gian trống trải,
ngoại trừ một đại trận cổ xưa ở trung tâm thì bốn phía không hề có giá sách, hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Hắn liếc nhìn Liễu Vân Yên, đối phương cũng tỏ vẻ hoang mang. Bí tịch ở điện tàng thư không giống với bên ngoài, những võ kỹ được siêu tầm ở đây đều được diễn hóa từ tàn bản thượng cổ, không có cái nào không phải là tinh phẩm, ngay cả bí thuật cũng có không ít, thậm chí có cả tiểu thần thông. Du trưởng lão cười nói, dĩ nhiên, không dễ để có được những bí tịch tinh phẩm này, các ngươi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tay không mà về à? Tay không mà về, Lâm Nhất tỏ vẻ nghi hoặc. Du trưởng lão gật đầu, mỗi một bí tịch đều có cấm chế, một khi động đến cấm chế thì phải tiếp nhận khảo hạch. Nếu không thông qua khảo hạch thì đương nhiên, không mang bí tịch đi được. Nơi đây chính là tinh hoa nội tình của Thư viện Thiên Phủ ta trong suốt mấy ngàn năm qua, tài trí bình thường không có tư cách mang đi bất kỳ một miếng ngọc giản nào ở đây. Đằng sau mỗi một công pháp, võ kỹ đều có tâm huyết của các vị tiền bối, thậm chí có người đã cống hiến sinh mệnh vào đó. Lúc nói ra mấy lời này, vẻ mặt du trưởng lão tràn đầy nghiêm túc, trang trọng và sự tự hào. Có thể dừng chân ở thành U Châu, trở thành một trong năm thế lực chuẩn bá chủ lớn, Thư viện Thiên Phủ quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Vậy những công pháp, võ kỹ kia giấu ở đâu? Lâm Nhất nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi. Du trưởng lão duỗi ngón tay ra chỉ, cười nói, ở đây. Nơi mà ông ta chỉ chính là trận pháp cổ xưa kia, Lâm Nhất cùng Liễu Vân Yên liếc nhìn nhau, sau đó từ từ bước tới. Sau khi tiến vào trận này, trong lòng ngươi chỉ cần mặc niệm loại mình muốn, thì sẽ được lựa chọn theo ý mình, ví dụ như muốn kiếm pháp, mặc niệm hai chữ kiếm pháp, một khi đã chọn thì không có cơ hội hối hận. Du trưởng lão nhìn Lâm Nhất và Liễu Vân Yên, nói, hai người còn có câu hỏi nào không? Không còn. Hai người đã sớm phấn khích, đương nhiên không muốn hỏi gì thêm. Đặc biệt là Lâm Nhất, long hổ quyền của hắn đã không thể tranh với người khác nổi nữa, nên đổi rồi. Hiện tại, cơ hội bày ra trước mắt, dĩ nhiên hắn vô cùng háo hức. Vậy thì, bắt đầu đi. Du trưởng lão kết ấn, khi cổ trận được kích hoạt, hai người lập tức bị bao phủ trong ánh hào quang, sau đó biến mất. Khi Lâm Nhất mở mắt ra lần nữa, xung quanh hắn là một vùng tăm tối, không còn Liễu Vân Yên bên cạnh. Hắn cũng không hoảng loạn, mà bắt đầu mặt niệm hai chữ quyền phổ. Một khắc sau, trong không gian đen tối bỗng xuất hiện từng đốm sáng, kế đó cả khoảng không gian dần sáng lên. Trước mắt hắn, vô số đốm sáng đánh úp đến, hội tụ thành dòng giang hà với tốc độ kinh người, ào ào cuốn đến. Phút chốc, những đốm sáng kia đã nuốt chửng Lâm Nhất, không ngừng gào thét, xoay tròn quanh người hắn. Lâm Nhất nhìn kỹ lại, mỗi một đốm sáng chính là một miếng ngọc giản đang phát ra ánh hào quang rực rỡ. Việc này khiến hắn rung động không thôi, bởi lẽ số lượng quyền phổ quá sức bao la. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới dần thích ứng, liếc thấy một miếng ngọc giản hệt như một ngôi sao chổi xẹt qua, Lâm Nhất duỗi tay ra bắt lấy. Ngay lập tức, có vô số thông tin ào ào tuôn vào đầu hắn với tốc độ khó tưởng. Truy tinh quyền pháp trung phẩm cấp địa, quyền ra như bôn lôi thiểm điện, truy tinh trục nguyệt, vô cùng nhanh. Luyện đến đỉnh phong, quyền như sao trời, thoáng qua trong chớp mắt, không ai tránh nổi. Đây là một môn quyền pháp yêu cầu tốc độ cực hạn, kể ra cũng khá hiếm. Một tia sáng kỳ lạ lướt qua trong mắt Lâm Nhất, nếu quyền pháp này ở trong Lăng Tiêu kiếm các có lẽ sẽ gây chấn động và được cất ở tầng cao nhất của điện huyền võ. Nhưng ở điện tàng thư lại dễ dàng có được như thế này. Sự khác biệt về nền tảng căn cơ không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên quyền pháp này không vừa ý hắn lắm, không hài hòa với con đường dũng mãnh, bá đạo của hắn. Lâm Nhất buông tay để ngọc giản lại hóa thành lưu quang chạy về phương xa. Vừa mới bắt đầu nên hắn cũng không sợ không chọn được quyền phổ hợp ý mình. Hế! Đột nhiên vẻ trầm tư xuất hiện trên mặt Lâm Nhất. Trong không gian lưu quang tuyệt trần này, phần lớn là ánh sáng rực rỡ chói mắt với đủ các loại màu sắc. Nhưng cũng có một vài điểm sáng màu đen tử khí nặng nề, lơ lửng giữa trời không di chuyển. Mỗi điểm sáng tượng trưng cho một ngọc giản, nhưng những điểm đen đó cũng là ngọc giản sao? Trong ngân hà lộng lẫy, lưu quang vụt khắp mọi hướng, những điểm đen tử khí nặng nề, lơ lửng giữa bầu trời ấy cực kỳ quái dị.
nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra điểm đen đã bị lưu mang che mất. Nhưng một khi đã để ý thì khó có thể rời mắt được. Ví dụ như Lâm Nhất, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm những điểm đen kia giống như bị mê hoặc. Đi xem thế nào. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về nơi có điểm đen, trên mặt mang theo ý cười, hóa thành một luồng lưu quang bay đi. Những điểm đen nặng nề tử khí ấy nhìn thì rất gần, dường như chỉ cần nhảy lên, vươn tay là có thể bắt lấy. Nhưng trên thực tế, khoảng cách lại khá xa, gần như ở tận cuối không gian bí ẩn này. Vút! Bóng dáng Lâm Nhất lao đi như tia chớp trong không gian rực rỡ lưu quang. Vô số ngọc giản đang rung lên trong không gian này, thi thoảng lại có ngọc giản chói lọi bay về phía hắn như một tia lửa. Khí tức mạnh yếu của ngọc giản khác nhau. Lâm Nhất đã biết ánh sáng của ngọc giản càng mạnh thì phẩm cấp sẽ càng cao. Nhưng lúc này hắn không có hứng thú nên lập tức tránh đi luôn. Ánh mắt hắn, tâm trí hắn, tất cả đều tập trung vào điểm đen bí ẩn kia. Những ngọc giản được điểm sáng đen ấy đại diện mới là mục tiêu của hắn lúc này. Đúng lúc này, một tia lưu quang chói mắt kéo theo đuôi lửa hàng trăm trượng như con rồng to lớn vụt qua trước mắt hắn trong vô số điểm sáng chói lọi, so với ngọc giản lúc trước hắn thấy thì thanh uy của nó còn hơn gấp mấy lần. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, khẽ nhầm niệm hoa tử diên màu bạc vùng tử phủ lặng lẽ nở rộ. Tử diên kiếm kình rồi rào cuồn cuộn lập tức điên cuồng tràn vào lòng bàn tay. Hắn vươn tay tung ra một chiêu. Bùm! Lưu quang chói mắt như con rồng kia liều mạng giãy giụa dưới sự bao phủ của trưởng lực này, khi nó giãy giụa đã dần phân tán chân nguyên của Lâm Nhất, tản ra rất nhiều quang hoa màu bạc. Không thoát được đâu. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, bay về phía trước, năm ngón tay xòe ra nắm lấy. Khi năm ngón tay khép lại, đuôi lửa lưu quang chói lọi ấy dần thu nhỏ. Đến khi cả năm ngón tay hắn hoàn toàn khép lại thì tất cả quang mang và đuôi lửa đã ngưng tụ trong một viên ngọc giản bảo quang lưu ly. Cùng lúc đó, vô số thông tin ùa vào đầu hắn. Xúc địa phục ma quyền phổ cấp địa thượng phẩm, quyền pháp Phật môn do xúc địa phục ma ấn diễn hóa thành. Truyền thuyết kể rằng trước khi Thế Tôn thành Phật có hàng trăm triệu yêu ma từ trên trời bay xuống, Thế Tôn lấy tay chạm đất, vô số yêu ma đều bị yêu diệt. Lấy ấn của cao nhân Phật môn diễn hóa ra xúc địa phục ma ấn, lấy tấm lòng đại từ đại bi độ hóa yêu ma vạn vật trên thế gian. Quyền này tu luyện đến đại thành thì sức mạnh của một quyền có thể đẩy lùi hàng triệu yêu ma. Không ngờ lại là quyền pháp của Phật môn, chẳng trách vừa nãy lại có đôi chút động lòng. Lâm Nhất đột nhiên hiểu ra, lưu quang có thể khiến hắn dừng lại quả thực là có nguyên do của nó. Long hổ quyền mà hắn tu luyện chính là quyền pháp của Phật môn. Tuy hắn không thông hiểu Phật lý nhưng có thể dùng kiếm phục ma, sử dụng nó cho mục đích riêng của mình, bước đi trên một con đường khác. So với nguyên bản, khó có thể nói cái nào mạnh cái nào yếu, nhưng với Lâm Nhất thì khá phù hợp. Long hổ quyền có thể phát huy uy lực kinh người trong tay hắn, sợ rằng xúc địa phục ma quyền này sẽ càng thêm cường hãn. Nếu ngọc giản mà điểm đen kia tượng trưng không hợp với bản tính của hắn thì quyền phổ này có thể sử dụng để thay thế. Chỉ là không biết sau khi hắn buông tay liệu có thể tiếp tục tìm được nữa không? Cứ kệ nó đi đã. Lâm Nhất do dự một chút rồi hạ quyết tâm, buông tay thả viên ngọc giản ra. Vù! Vừa buông tay, ngọc giản đã phóng ra quang mang mạnh mẽ, kéo theo đuôi lửa to lớn mà chói mắt, vụt đi trước mắt hắn. Nhìn nó thế này, muốn tìm lại lần nữa là điều rất khó. Chạy nhanh thật, cũng nóng tính lắm. Lâm Nhất sờ mũi, cười khổ một tiếng. Nhưng nếu đã buông tay thì cứ để nó đi. Trong không gian kỳ dị lưu quang lóng lánh này, Lâm Nhất tiếp tục tiến về phía trước, càng đi sâu lưu quang vụt qua trước mắt hắn càng rực rỡ. Có một vài viên ngọc giản có ánh sáng còn chói lọi hơn xúc địa phục ma quyền khi nãy, nhưng chỉ liếc mắt vài lần chứ Lâm Nhất không nhìn lâu, hắn vẫn một lòng muốn tìm điểm sáng màu đen thần bí kia. Nhưng đuổi theo như vậy chớp mắt đã nửa canh giờ trôi qua. Vị trí của điểm đen xa hơn Lâm Nhất tưởng tượng rất nhiều, gần như là ở điểm tận cùng. Không biết đến lúc nào xung quanh Lâm Nhất dần trở nên tối đi, không gian tối tăm thi thoảng mới có lưu quang vụt qua. Quay đầu lại thì ngân hà màu vàng rực rỡ chói mắt ấy đã ngày càng cách xa hắn. Kỳ lạ!
Lâm Nhất nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn cảm giác không gian này đã trở nên hơi âm u lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng thấy những điểm sáng đen đó, chúng gần như hòa vào với bóng tối. Thật sự không biết làm thế nào mà lúc trước hắn lại nhìn thấy nó. Nhìn kỹ thì thấy trên đầu có 18 điểm đen, chẳng là gì so với số lượng ngọc giản như giải ngân hà bên dưới. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua, vẻ mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Nếu như nói những lưu quang lúc trước mang lại cho hắn cảm giác cuồng bạo và ngông nghênh, thì những điểm đen này, mỗi điểm sáng đều có khí tức dồi dào như ngọn núi cao chót vót, bất động như biển. Ánh mắt Lâm Nhất sáng rực có thần, nhìn chằm chằm những điểm sáng màu đen kia, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Những ngọc giản huyền bí này mới là quyền phổ mà hắn thực sự cần. Trong 18 điểm sáng đen có một luồng sáng đen cuồn cuộn, xoay tròn chậm rãi như vũ bão, toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Chính là ngươi. Khóe miệng Lâm Nhất hiện lên một nụ cười, hắn bay lên không trung, tử diên kiếm kình cuồn cuộn trong cơ thể dồn vào lòng bàn tay. Hắn tung một chưởng trấn áp luồng sáng đen như vũ bão kia. Bùm! Khi hai luồng năng lượng va chạm, trong không gian kỳ quái này nổ ra một tiếng động lớn. Từ trong vòng xoáy màu đen có sức mạnh dội ngược lại khiến Lâm Nhất phải giật mình. Rắc rắc! Vòng xoáy màu đen đột nhiên tăng tốc, tàn nhẫn phá vỡ ánh sáng bạc từ lòng bàn tay Lâm Nhất. Một luồng sức mạnh cuốn tới, Lâm Nhất bình tĩnh giơ tay tung thêm mấy quyền mang nữa. Ngưng tụ kiếm thế mạnh mẽ bao trùm về phía đó. Vòng xoáy màu đen đối mặt với sự trấn áp vẫn không chịu dừng lại, phản kích vô cùng ác liệt. Thật thú vị, để ta xem ngươi cường hãn được đến mức nào. Lâm Nhất nhướng mày, trong mắt bộc phát ra ý chí chiến đấu, hai tay kết ấn, hắn lạnh lùng quát, lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Ù! Một tiếng kiếm ngân vang lên. Hoa tử diên màu bạc trong vùng tử phủ chậm rãi đảo ngược, một luồng kiếm uy mạnh mẽ dâng lên từ trên người Lâm Nhất. Trên đỉnh đầu hắn nở ra một bông hoa tử diên, nó cũng đồng thời chậm rãi xoay tròn. Quang mang màu bạc rộ ra trên người Lâm Nhất, tản ra khí tức cảnh giới âm huyền viên mãn đáng sợ. Dưới thanh thế này, Lâm Nhất búng tay bắn ra một luồng kiếm mang màu bạc như lóe lên như chớp động, bay thẳng về vòng xoáy đen kịt kia. Lấy khí thế sắc bén không gì sánh được tấn công, cắt đứt vòng xoáy màu đen đó. Nhưng vòng xoáy màu đen cũng không chịu ngồi yên chờ chết, trong lúc chậm chậm xoay tròn cũng không ngừng lấp lại khoảng trống bị cắt đứt, khiến cho ngọc giản ở chính giữa vòng xoáy không thể lộ ra ngoài. Ta không tin. Quang mang trong mắt Lâm Nhất bắn ra, tử diên kiếm kình trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, 10 ngón tay di chuyển, kiếm mang màu bạc bao phủ khắp trốn. Mỗi tia kiếm mang đều như chớp điện xé toạc hư không, bắn thẳng về vòng xoáy màu đen ấy. Hai bên đối đầu gay gắt, so sánh độ nhẫn nại, Lâm Nhất không thể phá được vòng xoáy trong chớp mắt. Đến khi chân nguyên cạn kiệt, không lùi cũng phải lùi. Khi đó sợ rằng hắn sẽ trắng tay, không thu hoạch được gì và rời khỏi điện tàng thư. Lâm Nhất không cam lòng cứ thế lãng phí cơ hội một cách vô ích, hắn cắn răng, không tin mình không thể phá được nó. Bùm! Nửa khắc sau, khi mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán Lâm Nhất thì vòng xoáy màu đen chợt mở ra. Trong không gian xuất hiện một viên ngọc giản màu tím chớp lóe tia điện, tử mang lóe lên chiếu sáng cả không gian. Thành công! Lâm Nhất cười vui vẻ, bay về phía trước nắm chắc ngọc giản trong tay, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều thông tin. Tử điện ma long quyền, quyền pháp cấp địa siêu phẩm, hội tụ sấm sét màu tím. Quyền mang có thể xé toạc thiên địa, luyện đến đại thành quyền ra như sấm chớp, di chuyển như ma long, cơn giận của rồng, một tiếng gầm thét xa cả nghìn dặm. Quyền pháp cấp địa siêu phẩm. Lâm Nhất khẽ giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết, đây chính là quyền pháp mà hắn ao ước. Vừa dũng mãnh vừa bá đạo, thành uy kinh người, luyện đến đại thành có thể tản ra uy áp phát ra từ tử điện ma long, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn dạo dực. So với long hổ quyền, quyền pháp này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Không thuộc cùng một đẳng cấp. Ngọc giản màu tím trong tay rung lên, Lâm Nhất không ngạc nhiên, nếu hắn tiếp tục cầm thì sẽ kích hoạt cấm chế của ngọc giản. Phá vỡ cấm chế sẽ lấy được ngọc giản này, không thể phá vỡ thì nó sẽ nổ tung. Vất vả bao nhiêu lâu,
khó khăn lắm mới tìm được quyền pháp hợp ý mình, sao hắn có thể từ bỏ. Bùm! Cuối cùng, khi ngọc giản trong tay rung lắc đến cực điểm thì biến mất, cảnh tượng trước mắt hắn cũng thay đổi. Ở cuối tầm mắt dần xuất hiện một con tử điện ma long, nó đang lao đến với tốc độ không thể tưởng tượng được. Không lâu sau, con thú khổng lồ này đã choán hết tầm mắt Lâm Nhất, tấn công với một đà đáng sợ. Được lắm! Trên mặt Lâm Nhất hiện lên ý cười, lúc này hắn mới chấn áp ngọc giản, hắn vẫn luôn không rút kiếm là để chờ giờ phút này. Lập tức, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Nếu đã quyết định rút kiếm thì tốc chiến tốc thắng, một đòn chí mạng. Hắn giơ tay, kiếm táng hoa xuất hiện, nhìn hư ảnh tử điện ma long đang nhào tới, lưỡi kiếm sắc bén vọt ra khỏi vỏ. Bá kiếm, bôn lôi chảm điểm. Thân kiếm giống như thu thủy y nhân, khi kiếm ra khỏi vỏ đã diễn hóa ra một luồng điện màu tím hung dữ và uy nghiêm, lao đi với tốc độ kinh hoàng. Như thể thứ Lâm Nhất rút ra không phải kiếm mà là một con dã thú thượng cổ hung hãn dữ tợn, hội tụ kiếm ý tiên thiên minh mang về tận trên người hắn. Keng, keng, keng. Trong tiếng động lớn kinh người, con tử điện ma long do cấm chế hóa thành bị xé thành vô số mảnh dưới kiếm mang của luồng điện màu tím. Lâm Nhất cất kiếm trở lại vỏ, một luồng khí tức bá đạo lan tràn khắp người, hắn giống như một vị vương giả quân lâm thiên hạ, ngạo nghễ nhìn bốn phương. Thoáng nhìn, tầm mắt hắn tập trung vào ngọc giản màu tím lặng lẽ bay lơ lửng trên không trung. Ta đã ưng ý thì không thứ nào có thể dễ dàng thoát được. Lâm Nhất khẽ cười một tiếng, vươn tay định lấy ngọc giản đã bị phá vỡ cấm chế mang đi, nhưng lúc này đột nhiên có sự thay đổi. Một hướng không gian bỗng dưng rung lên, vô số quang ảnh màu máu bao trùm tứ phía. Hắn còn chưa phản ứng lại thì một tia huyết mang màu đỏ sẫm đã đập vỡ ngọc giản màu tím. Một luồng thông tin khó hiểu hiện lên trong đầu Lâm Nhất, thất sát quyền, chém hết chúng sinh, tàn sát vạn vật, giết, giết, giết. Bảy chữ giết liên tục giống như sấm sét nổ tung trong đầu hắn, ong ong không ngừng. Ở nơi nào đó trong điện tàng thư, Du trưởng lão và Mạc Linh khoanh chân ngồi trước một bàn trà, trà xanh bốc lên khói trắng, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Ta rất trông chờ không biết tiểu tử này sẽ lấy được ngọc giản phẩm cấp nào trong điện tàng thư. Du trưởng lão đặt chén trà xuống, mỉm cười cất lời. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là hắn có thể phát hiện ra những ngọc giản màu đen ẩn giấu bên trong. Sắc mặt Mạc Linh lạnh lùng, nàng ta nâng chén trà lên bình tĩnh nói, toát lên vẻ đẹp yên tĩnh. Du trưởng lão khẽ cười, cô rất tự tin về hắn nhỉ. Nhưng phát hiện thì phát hiện, có thể phá được cấm chế hay không thì chưa chắc. Yêu nghiệt có thể phá được nhà tù hỏa ngục, ta nghĩ chắc chắn hắn sẽ cho trưởng lão một bất ngờ. Cổ tay mềm mại trắng như tuyết của Mạc Linh từ từ đặt chén trà xuống. Bất ngờ. Du trưởng lão cau mày, cười bảo, hy vọng là thế, nhưng so với người khác, ta vẫn lo lắng cho đồ đệ ngốc của ta hơn. Nói đến Liễu Vân Yên, vẻ mặt hai người đều tối lại, thời gian này nàng ta tu luyện rất đáng sợ. Đã không thể dùng từ cố gắng để hình dung nữa rồi, tu luyện ở mức độ đó như dây đàn kéo căng, đạt đến giới hạn là sẽ dây đứt người chết. Ta đã quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ cho nàng quan sát học hỏi tiểu thần thông. Mạc Linh nhàn nhạt nói. Chắc chắn chứ. Du trưởng lão hơi lo lắng hỏi. Áp lực bậc cha chú dành cho nàng quá tàn nhẫn, không qua được cửa ải này, nàng sẽ mãi mãi có tâm ma. Nhưng cô đã bao giờ nghĩ rằng thần thông không phải ai cũng có tu luyện thành công chưa? Dù gì ta cũng phải cho nàng một chút hy vọng, nếu không thành công thì từ bỏ suy nghĩ ấy sớm cũng tốt. Du trưởng lão nghe xong thì lặng đi một lúc, cha của Liễu Vân Yên là bạn tri kỷ của ông ta. Nhớ năm xưa họ khí phách nhường nào, nhưng 15 năm trước. Một quyết định tự phụ lại hại bản thân thê thảm, cũng liên lụy đến thư viện thiên phủ. Đặt mọi áp lực lên Liễu Vân Yên, tổn thương từ cái danh tội nhân với một đứa trẻ là điều không thể nói thành lời. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện linh văn dao động, như những gợn sóng trên không trung. Hai người đang nghi hoặc thì điện tàng thư hơi rung lên, Du trưởng lão nhíu mày, duỗi tay ra. Gợn sóng như sóng nước, quang mang như ẩn như hiện. Một bóng người màu xanh xuất hiện. Trong màn nước,
không giản quỷ dị ấy có huyết quang lan tràn, vô cùng kinh hãi. Nhìn bóng dáng trong màn nước, tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Du trưởng lão, ông ta cười khổ, tiểu tử này thật sự đã cho ta một bất ngờ. Du trưởng lão, có chuyện gì thế? Mạc Linh đứng dậy hỏi. Vẻ mặt Du trưởng lão nghiêm nghị, ông ta trầm giọng bảo, có vẻ hắn đã phạm phải một công pháp cấm kỵ nào đó, bây giờ hắn đang không biết phải làm thế nào. Công pháp cấm kỵ. Vẻ mặt Mạc Linh hơi thay đổi, trong điện tàng thư có rất nhiều công pháp cấm kỵ bị phong ấn, hầu hết đều có lai lịch phi thường, nhưng cũng có một số thiếu sót. Nàng ta nhìn bóng dáng trong màn nước, nghi hoặc hỏi, chắc là hắn không phá giải được phong ấn cấm kỵ đó đâu. Du trưởng lão cười nhẹ, nhàn nhạt nói, đúng là không thể phá vỡ, nhưng nếu Ngọc Giản tự nhảy ra cũng không phải điều hắn có thể điều khiển. Sợ là thất sát quyền này đã quyết tâm đi theo hắn rồi, không biết hắn có thể phá vỡ cấm chế mà mang nó ra không? Mạc Linh chợt giật mình, khẽ nhíu mày. Nàng ta cũng đã nghe nói về thất sát quyền, là thứ mà tổ tiên có được từ mấy trăm năm trước trong một di tích thượng cổ kỳ lạ, vốn là võ kỹ Phật môn nhưng lại rất tàn độc, dũng mãnh mà bá đạo, đầy sát khí. Nhưng từ khi được diễn hóa ra đến nay chưa có ai tu luyện thành công. Ngược lại rất nhiều người đã tẩu hỏa nhập ma. Lâu dần, quyền pháp này trở thành cấm kỵ và bị phong ấn. Nhưng bây giờ vì Lâm Nhất mà nó lại xuất hiện. Trên người tiểu tử này chắc chắn có khí chất gì đó khiến thất sát quyền lay động. Ha ha, bây giờ ta rất muốn thấy hắn mang được thất sát quyền này ra. Du trưởng lão vuốt râu chờ mong. Mạc Linh im lặng không nói, cấm chế của công pháp cấm kỵ này hẳn là rất đáng sợ, không dễ phá giải. Khi tiếng ong ong trong đầu ngừng lại, Lâm Nhất mở mắt ra, tầm nhìn rõ ràng trở lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Thế này là thế nào? Rõ ràng hắn đã phá giải được cấm chế của Tử Điện Ma Long Quyền, nhưng còn chưa kịp cầm lấy nó thì trong đầu đột nhiên có tiếng nổ tung. Khi nhìn miếng ngọc giản màu đỏ kia, trong mắt Lâm Nhất thoáng qua một tia sáng, hắn dần dần nhớ lại. Thất sát quyền. Hắn nhớ ra rồi, miếng ngọc giản màu đỏ này đã đập vỡ ngọc giản Tử Điện Ma Long Quyền. Lâm Nhất nhìn chằm chằm miếng ngọc giản này, nhất thời không dám hành động hấp tấp, hắn có thể cảm nhận được ngọc giản này đáng sợ hơn ngọc giản màu tím lúc nãy rất nhiều. Giết, 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 giết. Nhưng khi Lâm Nhất đang do dự thì ngọc giản khẽ rung lên, từng chữ, giết, hóa thành sóng âm vang vọng tứ phía. Tâm pháp bá kiếm trong cơ thể hắn không khống chế được nên đã xoay chuyển. Kiếm ý bá đạo vô hình lan ra từ trên người hắn. Đột nhiên huyết quang tản đi, ngọc giản dần bay lên, Lâm Nhất vươn tay để cho nó rơi vào lòng bàn tay mình. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với miếng ngọc giản, một luồng thông tin khá cổ xưa lại hiện lên trong đầu hắn. Thất sát quyền, sát ý quyết, chúng sanh diệt. 9 chữ đơn giản nhưng lại mang theo sự cường hãn và bá đạo không thể giải thích khiến người ta kính nể. So với quyền phổ khác thì lời giới thiệu này rất đơn giản, thực sự có phần khó mà tin được. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là quyền pháp này mạnh hơn Tử Điện Ma Long Quyền rất nhiều. Nếu không sẽ không thể một đòn làm vỡ miếng ngọc giản đó như vậy. Tự bay tới. Lâm Nhất chợt nhận ra không phải mình nhận nó mà là thất sát quyền này lựa chọn mình. Chắc là vì bá kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui. Lâm Nhất cảm thấy chỉ có thể là khả năng này, dù sao hắn đã ở nơi này khá lâu, nhưng nó tới không sớm không muộn, ngay khi hắn vừa tế ra bôn lôi trảm điện thì xuất hiện, chắc hẳn có liên quan rất lớn đến khí tức mà bá kiếm tản ra. Nếu ngươi đã chọn ta thì ta cũng không có lý do gì làm cho ngươi thất vọng. Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên một nụ cười, phiền muộn vì mất đi Tử Điện Ma Long Quyền trong chớp mắt đã bị quét sạch, tay phải hắn nắm chặt ngọc giản màu đỏ. Một lúc sau, ngọc giản trong tay hắn rung lên, khi đạt đến cực hạn thì một tia sáng màu đỏ bay ra. Khi ngọc giản biến mất trong lòng bàn tay, trước mặt Lâm Nhất xuất hiện một bóng người mờ ảo, uy áp kinh người từ người đó toát ra. Muốn mang thất sát quyền đi thì phải đánh bại ta trước. Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía bóng dáng mờ ảo ấy, sau đó không nhiều lời, bóng dáng ấy hóa thành một mị ảnh màu đỏ xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Giơ tay đánh mạnh ra một quyền. Bùm.
khi quyền mang nổ ra có vô số sát ý như sấm sét điên cuồng phóng ra, sát ý đó gần như ngưng tụ thành thực chất, đạt tới mức khiến người ta nghe là đã thấy sợ. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, kiếm ý tiên thiên dâng lên trên người, kiếm táng hoa đâm ra như dòng nước mùa thu. Ầm ầm ầm. Quyền mang nổ tung xung đột kịch liệt với kiếm ảnh, sau vài tiếng nổ ầm, kiếm thế của Lâm Nhất đã bị quyền mang tiêu diệt. Thân thể Lâm Nhất bay ngược ra ngoài, khí huyết cuộn trào, sắc mặt tái nhợt. Sau khi đáp đất, Lâm Nhất thầm mắng một tiếng, vừa rồi tiêu hao chân nguyên quá nhiều, bây giờ muốn sử dụng bôn lôi trảm điểm cũng hơi khó. Tình hình vốn đã khó lại càng trở nên bất lợi, có lẽ. Bùm! Không cho Lâm Nhất cơ hội suy nghĩ, bóng người mờ ảo lại tung ra một quyền, quyền mang ngưng tụ từ sát ý không gì cản nổi. Quyền phong gào thét như tiếng gầm dữ dội của dã thú thượng cổ, thanh uy bá đạo đến cực điểm, hoàn toàn không chịu nói lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.